Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 21. Dưới võ đế, coi như là võ đạo cấp thấp. Trên võ đế, đã được coi là đẳng cấp cao cấp rồi. Diệp Bắc Minh trầm tư suy nghĩ. Rồi lại giao lưu mấy câu với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục xong. Bước ra một bước, vượt qua kết giới, tiến vào cổng lớn gia tộc Chi Ba. Lúc tiến vào cổng lớn, trong không khí lóe lên đường vân dao động giống như nước. Cảnh sắc trước mắt lập tức thay đổi, nơi này đâu phải là gia tộc Chi Ba, mà là một quảng trường khổng lồ vô cùng rộng lớn. Bầu trời âm u, bốn phương tám hướng đều là các loại bia đá khắc chữ Đông Doanh quỷ dị. Ha ha ha, một chàng cười hưng phấn vang lên, Chi Ba Sadako đứng trên bục cao phía xa. Cô ta mặc trang phục cổ của Đông Doanh, trông giống như nữ tư tế. Ánh mắt Chi Ba Sadako điên cuồng, Diệp Bắc Minh, anh đến thật đấy hả? Thật không ngờ đấy, mấy lời tùy tiện của tôi đã có thể kích thích anh đến Đông Doanh. Ha ha ha, Chi Ba Sadako không do dự, hét lớn về một hướng, hai vị tiền bối, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào hai người cả đấy. Ok, từ một hướng, một người đàn ông tóc vàng cao trên 1m80 trở lên. Toàn thân nổi cơ bắp, giống như tảng đá. Trong tay cầm một thanh kiếm thánh vàng kim. Một người khác đi ra từ phía đối diện, hắn mặc áo jacket, chân đi bốt. Tay kẹp một điếu xì gà, nhả ra khói trắng. Cảnh giới của hai người đều là võ thánh đỉnh phong. Trên khuôn mặt người đàn ông cầm xì gà mang theo vẻ chế giễu, mày là Diệp Bắc Minh. Tao nghe nói đến tên của mày rất nhiều lần, lần nào cũng gây chấn động không nhỏ cho tao. Tao giới thiệu trước, tao là Osborne. Diệp Bắc Minh lắc đầu, chưa từng nghe nói. Các người đại diện cho Lang Quốc và Hùng Quốc ư? Anh đã đoán ra lai lịch của hai người. Ha ha ha. Người đàn ông tóc vàng không nhịn được cười, vui vẻ trên nỗi khổ của người khác. Osborne, anh không được rồi, người ta chưa từng nghe nói đến tên của anh. Không ngờ Osborne cuồng ma khát máu đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng ngầm lại cũng có ngày hôm nay. Ha ha ha. Nhưng tên nhóc này rất thông minh. Lại biết tại sao chúng ta đến đây. Osborne ném điếu xì gà, dẫm dập tắt Victor, anh là kỵ sĩ rồng của Jerusalem, đứng thứ 44 bảng xếp hạng ngầm. Cũng chỉ tương đương với tôi, có gì đáng cười chứ? Bỗng nhiên, giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, 50 người đứng đầu bảng xếp hạng ngầm, thực lực đều trên võ thánh đỉnh phong sao. Osborne lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, bọn tao nói chuyện, ai cho phép mày xen vào hả? Quát lên một tiếng, quỳ xuống. Diệp Bắc Minh lạnh lùng lên tiếng, với hai chữ này, mày đã là người chết. Ha ha ha. Osborne cười đến chảy nước mắt Victor, tên nhóc này rất thú vị, hay là, anh giết hắn đi. Victor lắc đầu, không không không, để anh thì hơn. Osborne cười hung dữ một tiếng, anh lên đi, giết con sâu như này, không có nghĩa lý gì. Tên này ngoài cứng miệng, hình như chẳng có chút năng lực nào. Để anh giết thì hơn, tôi đứng xem, Victor vẫn lắc đầu. Như một quý ông khiêm nhường. Hai người vốn chẳng coi Diệp Bắc Minh ra gì, giống như đang chơi game vậy. Giọng điệu mang theo vẻ chế nhạo và đùa cợt. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, lóe lên sát ý băng lạnh, hay là, cả hai cùng lên đi. Soạt, ánh mắt của hai người lập tức dồn đến. Victor hừ lạnh một tiếng, nhóc con, mày chán sống rồi hả? Osborne trực tiếp ra tay, ai cho phép mày nói, tao phải vặn cái đầu của mày. Soạt, hắn dậm chân, nền đá dưới đất ầm ầm nổ tung. Dưới chân hắn xuất hiện một cái hố lớn khủng bố, cả người bắn ra, xông về phía Diệp Bắc Minh. Chi Ba Sadako ở phía xa thở dài một tiếng, nhìn qua bằng ánh mắt thông cảm, Diệp Bắc Minh ơi là Diệp Bắc Minh, anh thực sự muốn chết sao? Ngay cả cuồng ma khát máu mà anh cũng dám khiêu khích. Chốc nữa bị anh ta vặn đầu, xem anh làm thế nào. Kha kha kha. Cô ta ôm bụng cười lớn, cành hoa rung lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, cần tôi giúp không? Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh, không cần, nếu người kia không ra tay, thì để tự tôi. Vừa hay thử cảnh giới võ tông, có thể tự mình giết được võ thánh đỉnh phong hay không? Tốc độ của Osborne cực nhanh, giống như xe lửa đang phi chạy. Hắn xông đến, trực tiếp đập về phía Diệp Bắc Minh. Nếu là võ tông bình thường, sợ rằng sẽ bị đâm thành xương máu.
Cuồng ma khát máu Osborn cười hung dữ một tiếng, nhóc con, mày sẽ được chết ngay, không phải đau đớn. Trả giá cho sự cuồng ngạo của mày đi, đồ phế vật ngu xuẩn. Tới thật đúng lúc, võ thánh đỉnh phong, để tôi nhìn xem rốt cuộc mạnh đến cỡ nào nào. Diệp Bắc Minh hưng phấn hẳn lên, máu nóng sôi trào. Anh cũng bước ra một bước, lao về hướng Osborn. Thế mà anh lại muốn so lực lượng cơ thể với Osborn. Mí mắt Victor nhảy liên tục, tên nhóc này điên rồi sao? Ngu xuẩn, cơ thể của ông đây có thể so với sắt thép. Osborn điên cuồng gào thét, tăng thêm tốc độ. Nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt, hai người đụng vào nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc. Một vòng khí lan mạnh ra ngoài. Giống như là một viên đạn hạt nhân nổ tung vậy. Chiba Sadako đứng xa xem chiến bị hất tung ra ngoài, rơi xuống đất. Osborn trực tiếp bay ra ngoài giống như diều đứt dây. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, ông ta rơi xuống đất, điên cuồng hộc máu, xương cốt toàn thân đều đứt gãy. Con người Osborn kịch liệt co vào cậu. Phụt, làm sao có thể, mẹ nó rốt cuộc cậu là quái vật gì? Diệp Bắc Minh cũng bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực đau nhức kịch liệt. Nhưng ngoại trừ cơn đau đớn kịch liệt đó ra thì anh không hề bị làm sao cả. Làm sao có thể? Victor kinh ngạc, chấn động nhìn Diệp Bắc Minh, cường độ cơ thể của tên nhóc này còn kinh khủng hơn Osborn. Không có khả năng. Kiêng kỵ. Vô cùng kiêng kỵ. Cả người Osborn run rẩy, xương cốt toàn thân đều đứt gãy. Đan điền, gân mạch cũng bị phá hủy. Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh giống như gặp quỷ. Diệp Bắc Minh cũng không nghĩ tới mình lại có thể so cường độ thân xác với một võ thánh. Diệp Bắc Minh đỏ mặt tới mang tai, ngoá, cơ thể của tôi mạnh như vậy sao? Huyết dịch của anh sôi trào. Vô cùng kích động. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nói nhảm, cửu chuyển kim thân quyết lần thứ hai. Cộng thêm giáp kim ti tầm đã gánh chịu đa số lực lượng cho cậu, nhưng tên kia lại giống như va phải một đống sắt. Ông ta có thể chống đỡ được sao? Một giây sau, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Osborn. Vèo. Bóng người anh lóe lên như chớp, xuất hiện tại trước người Osborn. Ánh mắt anh giống như thần chết vậy, ông rất thích vặn đầu người khác sao? Osborn vô cùng hoảng sợ, không còn vẻ hống hách ban đầu nữa tôi. Tôi sai rồi, cầu ngài tha thứ cho tôi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một tiếng, tha thứ cho ông là trách nhiệm của Thượng Đế, trách nhiệm của tôi chính là đưa ông đi gặp Thượng Đế. Anh đưa tay túm lấy đầu Osborn. Dùng sức vặn mạnh. Một cái đầu người bị trực tiếp bẻ xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Osborn trừng to mắt, trong mắt lồi ra, trên khuôn mặt già toàn là vẻ hoảng sợ. Một võ thánh đỉnh phong, cao thủ đỉnh cao thuộc top 50 bảng xếp hạng ngầm. Thế mà cứ chết đi như vậy. Bị Diệp Bắc Minh vặt đầu. Kỵ sĩ rồng Victor hít sâu một hơi, tê cả ra đầu. Chiba Sadako vừa rồi bị chấn động choáng váng, vừa mới tỉnh táo lại liền đứng lên. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng khiến ánh mắt người ta như muốn nổ tung ra này, bị dọa đến mức đặt mông ngã ngồi dưới đất. Tại sao có thể như vậy? Anh ta đã giết võ thánh đỉnh phong thuộc top 50 bảng xếp hạng ngầm. Chiba Sadako mất hồn mất vía, sợ đến mức trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Giờ phút này, cô ta đã hối hận. Thật sự hối hận. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Victor, tới lượt ông. Vèo. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, trực tiếp xông tới, chém ra một kiếm khí sắc bén. Trong lòng Victor vô cùng chấn động, đã sớm bị dọa đến nứt cả tim gan, phản ứng chậm nửa nhịp. Kiếm khí đã đến trước người. Victor luống cuống dùng thánh kiếm hoàng kim ngăn cản. Keng. Một tiếng vang giòn, thánh kiếm hoàng kim trong tay ông ta lại bị chém nứt, kiếm khí chém về phía người ông ta. Victor vội vàng tránh né, kiếm khí lướt qua, nửa bên bả vai của ông ta bị chém nứt. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Victor đau đớn ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, ông cũng không cẩn thận quá đi, dù sao cũng là võ thánh mà. Sao ngay cả một kiếm của tôi cũng không đỡ nổi chứ? Victor vô cùng hoảng sợ, cậu, tin tức sai rồi, tin tức của chúng tôi sai rồi. Rốt cuộc cậu là cảnh giới gì? Không có khả năng, ngay từ đầu tôi nhận được tin tức, cậu chỉ là võ hoàng sơ kỳ. Nhưng khác với kế hoạch của chúng tôi,
cậu lại tiến vào võ hoàng trung kỳ, mấy ngày trước rõ ràng cậu mới tiến vào võ hoàng hậu kỳ. Sao hôm nay cậu đã có thể trở thành võ tông rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Victor điên rồi. Điên thật rồi. Sợ đến mức muốn chết ngay tại chỗ. Thực lực của Diệp Bắc Minh tăng lên quá nhanh, quá dọa người. Diệp Bắc Minh thần bí cười một tiếng, ông đi hỏi thượng đế của các ông đi. Hắn chém một kiếm ra, cũng không quay đầu lại. Phụt! Một cơn mưa máu bộc phát ra ở phía sau. Sau khi tiến vào cảnh giới võ tông, thực lực của anh đã tăng lên gấp bội. Võ Thánh Đỉnh Phong đã không còn uy hiếp với anh nữa. Bình bịch bình bịch. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, cả người Chiba Sadako run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Bắc Minh. Trong tầm mắt của cô ta chỉ có đôi chân của Diệp Bắc Minh. Giống như là thần chết đang chậm rãi đi tới vậy. Rầm 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 rầm. Chiba Sadako liều mạng dập đầu đến mức sứt sát, máu tươi chảy ròng ròng, chủ nhân, tôi sai rồi. Sadako sai rồi. Hu 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 hu, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi không nên bắt tay với người lang quốc giết ngài, tôi không nên bán đứng ngài, tôi không nên lừa ngài tới. Chủ nhân, tha mạng, tha mạng. Rầm rầm rầm. Chiba Sadako điên cuồng dập đầu. Sadako nhất thời hồ đồ. Không đúng, là người lang quốc và người hùng quốc uy hiếp Sadako, chủ nhân. Ngài phải tin tưởng tôi, Chiba Sadako dọa đến mặt muốn khóc cũng khóc không được, miệng bên trong không ngừng nói nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha 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 ha, chủ nhân, a a a. Ông xã, em là bà xã của anh mà. Không không không, anh chính là vua của tôi. Hả, anh là ai, tôi không biết anh. Cô ta bị dọa đến mức tinh thần có vấn đề, bắt đầu nói hưu nói vượn. Diệp Bắc Minh thấy hứng thú nhìn cô ta, tiếp tục giả vờ đi, tiếp tục giả bộ nữa đi. Anh có thể cảm nhận được tinh thần của Chiba Sadako rất ổn định. Người phụ nữ này đang giả điên giả ngốc. Chiba Sadako hoảng sợ ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Diệp Bắc Minh. Cô yên tâm, tất cả mọi người gia tộc Chiba cô đều sẽ chết. Giọng nói của Diệp Bắc Minh giống như thần chết tuyên án. Chiba Sadako ngây người. Cô ta biết, gia tộc Chiba không có khả năng may mắn thoát được. Một giây sau. Ha 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 ha. Chiba Sadako điên cuồng cười to, tất cả đều sẽ chết. Tôi đã sớm đoán được có lẽ sẽ có một ngày này, tôi đã sớm sớm chuẩn bị trước rồi. Tất cả dòng chính nòng cốt của gia tộc Chiba đều đã được đưa ra nước ngoài rồi, bọn họ không ở Đông Doanh. Tôi đã để bọn họ sửa lại tên, còn cho bọn họ rất nhiều tiền tài. Cho dù gia tộc Chiba ở Đông Doanh bị diệt, con cháu gia tộc Chiba vẫn có thể sống rất tốt trên thế giới, hơn nữa còn là nhóm người đứng đầu xã hội. Ha 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 ha. Người phụ nữ này biết chắc chắn mình sẽ phải chết. Cô ta điên cuồng hẳn lên, Diệp Bắc Minh, tôi đã thua. Thế nhưng anh cũng không thắng. Diệp Bắc Minh thương hại nhìn cô ta như thần chết, thật sao? Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cô nhìn xem. Huyết mạch gia tộc Chiba của cô biến mất khỏi trái đất như thế nào. Nói xong anh liền chém một kiếm xuống. Phốc! Một cánh tay của Chiba Sadako đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Nội lực của Diệp Bắc Minh lan rộng ra, ngưng tụ máu tươi của Chiba Sadako lại một chỗ. Hình thành từng chữ cái bằng máu. Quỷ dị! Lạnh lẽo! Âm trầm! Trong nháy mắt Chiba Sadako nhìn thấy những con chữ màu máu này. Sâu trong linh hồn đều đang run rẩy, đây là cái gì? Diệp Bắc Minh không trả lời. Anh chỉ quát lớn một tiếng, lửa. Chỉ trong chốc lát, những con chữ màu máu kia tự bốc cháy lên. Trong ngọn lửa, thế mà lại hiện ra một bức tranh. Âu Châu, trong một trường đại học nổi tiếng nào đó. Một người trẻ tuổi đang đứng trên bục trao giải nhận thưởng, hắn ta vô cùng ưu tú, đã là tiến sĩ giỏi nhất trường đại học này. Đồng thời còn được một chính khách coi trọng. Chỉ cần tốt nghiệp sẽ có thể kết hôn với con gái ông ta, từ đây lên như diều gặp gió. Đột nhiên, toàn thân người trẻ tuổi này run rẩy, một đám lửa đột nhiên bốc lên trên người, trong nháy mắt đã cắn nuốt hắn ta giống như ma quỷ. Nhìn cảnh tượng trong ngọn lửa, Chiba Sadako hoảng sợ giống to, em trai, không. Em trai, không. Nụ cười trên mặt Diệp Bắc Minh tựa như ma quỷ, đây mới là người thứ nhất. Đừng nên gấp gáp. Ưng Quốc, Học viện âm nhạc Hoàng gia.
một cô gái người Á Châu đang đứng trên sân khấu biểu diễn. Ngọn lửa đột nhiên bốc lên không hề báo trước, cắn nuốt cô ta. Chiba Sadako nhìn cảnh tượng trong ngọn lửa, em gái, không, Shizuka. Đừng mà! Âu Châu! Trong một thương hội nào đó, một thương nhân đột nhiên bị ngọn lửa bao trùm. Không, chú, đừng mà! Lang Quốc, sở chứng khoán quốc gia. Một ông trùm cổ phiếu bị ngọn lửa bao trùm. À, vì cái gì? Mọi người không thể chết, mau nhảy vào trong nước đi. Không muốn, à. Chiba Sadako kêu rên, tất cả cảnh tượng lần lượt hiện ra. Tất cả đều là người gia tộc Chiba. Hùng Quốc, Thúy Quốc, thậm chí là Cao Ly Quốc trên sa mạc. Khắp nơi trên toàn thế giới, chừng mấy trăm người đều bốc cháy trong nháy mắt, hóa thành một đám tro tàn. Anh, ma quỷ, anh là ma quỷ đi ra từ trong địa ngục. Chiba Sadako run rẩy kịch liệt, lần đầu tiên cô ta cảm nhận được người đàn ông trước mắt đáng sợ như thế. Đáng sợ đến mức vượt qua khỏi trí tưởng tượng của cô ta. Nhìn từng người trong gia tộc lần lượt chết đi, cảm giác vô lực đó khiến người ta tuyệt vọng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng cũng dâng lên sóng to gió lớn, lực lượng của huyết mạch chú sát lại đáng sợ như thế. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bình tĩnh trả lời, đây thì tính là cái gì, mới mấy trăm người mà thôi. Sát thần chân chính, cho dù là chú sát toàn bộ người trên đời này cũng không có vấn đề gì. Trời! Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi. Xem ra, con đường của anh còn rất xa. Ngọn lửa đã tắt. Ánh sáng trong mắt Chiba Sadako cũng dập tắt theo. Cô ta nằm trên mặt đất giống như một thi thể, nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, gia tộc Chiba xong. Vì cái gì? Tại sao mình lại phải phản bội anh ta? Mình đã làm sai thật rồi sao? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là mình đã thành công, gia tộc Chiba sẽ có thể vươn lên. Cảm giác hối hận, tự trách vô tận ập tới. Chiba Sadako hận người chết chính là mình. Nếu như cho cô ta một cơ hội nữa, cô ta có chết cũng sẽ không phản bội Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc, không có cơ hội. Bình bịch, đột nhiên, những tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lại có 10 thiếu niên xông tới từ bên ngoài kết giới, bọn hắn khoảng 17-18 tuổi. Trên khuôn mặt có vẻ non nớt mang theo sát ý không xứng với tuổi tác. Tham kiến chủ nhân, 10 thiếu niên trực tiếp quỳ xuống. Những người này chính là thành viên của tiểu đội sát thần. Diệp Bắc Minh lạnh lùng mở miệng, trong khoảng thời gian này huấn luyện như thế nào rồi? Số 1 quỳ trên mặt đất, chủ nhân, hơn một tháng huấn luyện, có một số thành viên đã trở thành võ giả cấp thiên. 3 thành viên trở thành võ giả cấp địa. Còn lại 6 thành đều là cấp huyền. Trong số các thành viên còn ra đời 3 tông sư võ đạo. Có 16 người chết, đã bổ sung thêm lần nữa rồi. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, không tệ. Mười mấy người chăm miệng một lời, cảm ơn chủ nhân tán thưởng. Chiba Sadako ngây người, một tháng liền huấn luyện được 3 tông sư võ đạo. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lúc này, giọng nói của Diệp Bắc Minh truyền đến. Từ giờ trở đi, nơi đây chính là sân huấn luyện của các cậu. Nhiệm vụ của các cậu chỉ có một. Chơi hỏng chỗ này cho tôi, chơi chết bọn họ, để bọn họ tuyệt chủng đi. Rõ. Đám người tiểu đội sát thần có chút hưng phấn. Chiba Sadako trở nên thất thần, trái tim co rút kịch liệt, cô ta biết đông doanh hoàn toàn xong rồi. Vèo. Lúc Chiba Sadako đang mất tập trung, mấy cây ngân châm bay tới, chui trong cơ thể của cô ta. Anh lại làm gì tôi? Chiba Sadako hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, quỷ môn thập tam châm, từ từ hưởng thụ đi. Phía sau truyền đến tiếng cầu xin và kêu thảm của Chiba Sadako. Diệp Bắc Minh trực tiếp rời khỏi Đông Doanh, trở về phủ Diệp ở Giang Nam. Vừa mới trở về liền gặp được một bóng hình xinh đẹp đi qua trước mặt. Rõ ràng đối phương cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh, chẳng những không dừng lại mà còn nhanh chóng chạy đi. Nhược Tuyết! Diệp Bắc Minh hô một tiếng, lâu như vậy không gặp, làm sao nhìn thấy anh liền chạy thế? Vẻ mặt Hạ Nhược Tuyết có chút bối rối, em, khụ khụ, em về công ty có chút việc, cho nên. Hả, sao giọng em lạ thế? Diệp Bắc Minh có chút chần chờ. Hả, nào có, gần đây cổ họng không thoải mái, có thể là bị cảm đi. Hạ Nhược Tuyết giật mình, vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh đột nhiên tiến lên, túm lấy cổ tay Hạ Nhược Tuyết bắt mạch, không có vấn đề gì,
em không bị cảm, cũng không mắc bệnh, thân thể rất tốt. Ánh mắt Hạ Nhược Tuyết né tránh, ạc, chắc là do tập đoàn Tuyết Minh có nhiều công việc đi. Cho nên em mới thấy hơi phiền muộn trong lòng. Diệp Bắc Minh kéo một cái ghế ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát, Hạ Nhược Tuyết liền ngồi gọn trong lòng anh, vậy hãy nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn gần đây anh cũng rảnh rỗi. Hay là em tự cho mình vài ngày nghỉ ở cùng với anh? Một đôi tay từ phía sau ôm lấy vòng eo thon của Hạ Nhược Tuyết. À! Hạ Nhược Tuyết ngồi trên đùi Diệp Bắc Minh, cơ thể mềm mại lập tức sụi lơ, không có một chút sức lực nào. Diệp Bắc Minh ôm cô ấy. Tay luồn vào quần áo. Cả người Hạ Nhược Tuyết đều tê dại. Vô lực tựa vào ngực Diệp Bắc Minh. Cảm giác trong cơ thể như có dòng điện dâng trào. Cô ấy lấy dũng khí, xoay người ngồi trên đùi Diệp Bắc Minh, trực tiếp hôn đi lên. Diệp Bắc Minh đứng lên, cả người Hạ Nhược Tuyết treo trên người anh, đi vào trong phòng. 5 phút sau, Hạ Nhược Tuyết cau mày, kêu thảm một tiếng. Cả người co quắp tại cùng một chỗ. Diệp Bắc Minh nhìn một màu đỏ tươi, sắc mặt thay đổi, cô không phải Nhược Tuyết, cô là ai? Tôi, hu hu hu. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên bật khóc, giọng nói hoàn toàn thay đổi. Diệp Bắc Minh ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc, cô là Tôn Thiến. Là tôi. Tôn Thiến co quắp một chỗ, khẽ gật đầu, rưng rưng nước mắt. Vừa rồi Diệp Bắc Minh quá thô lỗ, cô ta vừa hưng phấn vừa sợ. Trong lòng vô cùng phức tạp, thế mà lại mơ mơ hồ hồ trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Thuật dịch dung. Diệp Bắc Minh đi tới, xé ra mặt Tôn Thiến ra. Một cái mặt nạ da người bị xé xuống. Lộ ra dáng vẻ vốn có của Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh có chút buồn bực, cô làm cái gì vậy, vì sao lại giả mạo dáng vẻ của Nhược Tuyết? Tôn Thiến đỏ mắt, căm tức nhìn Diệp Bắc Minh, đều tại anh, sao lại thô lỗ như thế? Trực tiếp, làm người ta. Diệp Bắc Minh rất xấu hổ. Chuyện này đúng là quá hỗn loạn. Chủ yếu là lúc anh ở cùng Hạ Nhược Tuyết đều chủ động che giấu tháp càn khôn chấn ngục. Nếu không tháp càn khôn chấn ngục tuyệt đối có thể phát hiện ra Tôn Thiến giả trang thành Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh mở miệng, vậy, cô còn đau không? Nếu không hãy mặc đồ trước đi. Tôn Thiến yên lặng gật đầu, mặc quần áo tử tế ngay trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mới hỏi, Tôn Thiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao cô lại giả mạo dáng vẻ của Nhược Tuyết? Nhược Tuyết đâu? Tôn Thiến muốn nói lại thôi, trong lòng vô cùng đắng chát. Chẳng lẽ cô ta và Hạ Nhược Tuyết kém xa như thế sao? Mặc dù, trước đó Tôn Thiến cũng không thích Diệp Bắc Minh. Nhưng sau chuyện này, trong lòng cô ta đã có một chút cảm giác khác thường với Diệp Bắc Minh. Dù sao cũng là người đàn ông duy nhất của cô ta. Tôn Thiến ra vẻ lạnh lùng, Nhược Tuyết có chút việc, cho nên mới bảo tôi giả mạo cô ấy, tạm thời giải quyết chuyện của tập đoàn Tuyết Minh. Không đúng. Diệp Bắc Minh trực tiếp lắc đầu, nếu như Nhược Tuyết có chuyện, tuyệt đối sẽ nói cho tôi biết trước. Tôn Thiến, rốt cuộc là chuyện gì mà Nhược Tuyết bảo cô giấu giếm tôi? Cô giả trang thành dáng vẻ của cô ấy, tuyệt đối không phải là bởi vì tập đoàn Tuyết Minh, mà là bởi vì tôi đúng không? Tôn Thiến giật nảy mình. Diệp Bắc Minh đoán quá chuẩn. Con người của cô ta chuyển động một chút. Vừa định mở miệng nói dối. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lại ngưng tụ, Tôn Thiến. Nếu cô là chị em tốt của Nhược Tuyết thì không nên giấu giếm chuyện cho cô ấy. Chuyện này liên quan đến an toàn của cô ấy. Tôn Thiến trầm mặc không nói. Cô ta đã đồng ý với Nhược Tuyết là sẽ không nói. Chẳng lẽ lại phải nói ra sao? Diệp Bắc Minh nhìn ra Tôn Thiến do dự, tôi đã đoán được đại khái rồi, là bởi vì gia tộc cổ võ. Có lẽ, đúng hơn là bởi vì Côn Luân hư. Tôn Thiến trừng lớn mắt. Cô ta kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, anh, làm sao anh biết? Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cái này rất khó sao? Thứ nhất, bằng thực lực của ta, không một ai trong Long Quốc có thể uy hiếp được tôi. Cho dù là gia tộc cổ võ, gia tộc người thủ hộ cũng không có cách nào uy hiếp được tôi. Thứ hai, Nhược Tuyết xuất thân từ gia tộc cổ võ, chắc chắn sẽ có hiểu biết về giới võ đạo. Có lẽ cô ấy biết một vài chuyện gì đó nhưng lại không biết rõ thực lực của tôi. Vậy nên có lẽ mới chọn bảo vệ tôi mà hy sinh bản thân mình. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, đệ tam, khi cô nói dối có thể chuyên nghiệp một chút, trong mắt đừng đảo qua đảo lại được không? Hả? Tôn Thiến ngơ ngác. Lẽ nào Diệp Bắc Minh có thể hỗ trợ Hạ Nhược Tuyết?
tuy rằng cô ta không biết Diệp Bắc Minh đang làm gì. Nhưng đến cả chiến thần Lăng Phong đều nghe lời Diệp Bắc Minh. Tập đoàn Tuyết Minh đều nằm dưới tên Diệp Bắc Minh, cả hành tỉnh Đông Nam đều được thông suốt. Nói một cách khác, tập đoàn Tuyết Minh có thể đi tới ngày hôm nay không phải nhờ vào sự cố gắng của Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến. Chẳng sợ đổi một loạt quản lý cấp cao ngu ngốc nắm quyền tập đoàn Tuyết Thần thì tập đoàn Tuyết Thần vẫn phát triển vững vàng như cũ. Sau khi suy nghĩ giây lát, Tôn Thiến nhướng mày, hỏi, anh rốt cuộc là ai? Tôi là ai hả? Diệp Bắc Minh nhìn Tôn Thiến nói, tôi là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong. Là người sáng lập nên tiểu đội sát thần. Tôi là người đến Đông Doanh giết chết Huy Hoàng. Tôi là người đánh đuổi tướng quân Ersep, xâm nhập thủ đô của Lang Quốc giết chết Ersep ở ngoài cửa nghị viện. Tôi còn đến Ưng Quốc chém ngai vàng và vương miện của Ưng Hoàng. Anh khoát tay. Một viên kim cương rất lớn xuất hiện trong lòng bàn tay của anh, đây là ngôi sao của châu Phi, là viên kim cương lớn nhất thế giới được khảm trên vương miện của Ưng Hoàng. Vụ nổ bom nguyên tử ở Cao Ly Quốc lẫn đại chiến ở vùng biển phương Nam của Long Quốc đều có liên quan tới tôi. Cách đây không lâu, tôi vừa mới giết chết vua Tây Vực ngay tại đất Tây Vực, chẳng bao lâu nữa tin tức sẽ lan ra thôi. Tôi còn là thống soái cao cấp nhất của bộ đội đặc chủng Long Hồn tại Long Quốc Long Soái. Là hội trưởng của Hiệp hội Võ Đạo Long Quốc. Diệp Bắc Minh biết, nếu không cho một liều thuốc mạnh thì Tôn Thiến sẽ không nói chuyện của Hạ Nhược Tuyết ra đâu. Anh vừa dứt lời. Quả nhiên, Tôn Thiến há hốc mồm, hiển nhiên là cô ta quá sốc rồi. Những chuyện mà Diệp Bắc Minh nói bọn họ không hiểu lắm. Cũng không muốn hiểu. Nhưng từ những tin tức gần đây thì hầu hết chúng đều đúng. Vụ nổ bom nguyên tử ở Cao Ly Quốc, tập đoàn Lý Thị bị diệt. Bên phía chính phủ nói đó là vụ rò rỉ hạt nhân thôi. Còn có vụ đá quý khảm trên vương miện Ưng Quốc biến mất thì đã lấy một viên kim cương khác nhỏ hơn thay thế rồi. Bên phía nhà nước bảo là do ngôi sao của châu Phi bị trộm. Vậy mà giờ nó lại ở trong tay Diệp Bắc Minh ư. Chiến thần Lăng Phong và Long Hôn là thứ duy nhất mà Tôn Thiến nghe hiểu được. Mà anh lại là chủ nhân của chiến thần Lăng Phong và thống soái cao cấp nhất của Long Hồn, Long Soái ư. Vãi nồi! Quá khủng! Tôn Thiến hơi run. Mặt đỏ tai hồng, thở hồng hộc. Tinh! Tiếng điện thoại di động vang lên, cô ta nhìn thoáng qua màn hình theo bản năng. Trên đó báo tin tức rằng, vua Tây Vực qua đời vì bệnh. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi đã khiến Tôn Thiến sửng sốt lần nữa, trong mắt cô ta suýt nữa rớt ra ngoài. Người kia chính là vua Tây Vực đấy. Sao có thể vì bạo bệnh mà qua đời chứ? Lẽ nào có liên quan tới Diệp Bắc Minh thật à? Tôn Thiến hít một hơi thật sâu. Rồi nói, được rồi, tôi nói cho anh biết Nhược Tuyết bảo cô ấy đến nơi tên là Côn Lôn Hư. Quả nhiên là Côn Lôn Hư. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm nghị. Tôn Thiến nói tiếp, tình hình cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ. Nhược Tuyết chỉ nói với tôi rằng tuy cô ấy là người của gia tộc cổ võ nhưng thuở bé lại lớn lên ở Côn Lôn Hư. Sau tuổi 16 mới trở lại gia tộc cổ võ, cô ấy không thích chuyện đánh đánh giết giết ở Côn Lôn Hư. Sau khi ra ngoài lại không thích không khí lừa lọc ở nhà họ Hạ nên mới chạy tới thế giới phàm tục. Bây giờ, cô ấy phải trở về, nếu không trở về thì có thể liên lụy anh. Có lẽ, Tôn Thiến ngập ngừng một lát rồi nói, có lẽ sẽ uy hiếp đến tính mạng của anh. Hiện tại tôi lại cho rằng Nhược Tuyết nghĩ nhiều rồi. Anh lợi hại như vậy mà, Côn Lôn Hư kia có thể trâu bò đến mức nào chứ? Sao có thể uy hiếp được anh? Cô ta quan sát Diệp Bắc Minh. Mắt lóe sáng nói, anh nên nói hết ra từ đầu mới đúng. Diệp Bắc Minh đăm chiêu gật đầu. Lòng chẳng biết đang nghĩ gì. Tôn Thiến cảm giác bầu không khí có chút ngượng nghịu bèn hỏi một câu, anh có đói bụng không? Nếu không thì để tôi nấu bát mì cho anh ăn. Được. Diệp Bắc Minh ngồi suy nghĩ miên man rồi thuận miệng đồng ý. Được. Tôn Thiến như được chút bỏ gánh nặng, lao thẳng ra ngoài. Chân trước cô ta vừa mới bước ra ngoài cửa. Tút tút tút, một tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của thư ký Tiền vang lên, nghe rất nghiêm trọng, Long Soái, xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Bắc Minh trầm xuống như đã đoán ra được điều gì. Nhưng anh vẫn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thư ký Tiền căng thẳng nói, Tây Vực loạn thật rồi ạ. Tứ đại chiến thần dưới trướng vua Tây Vực phân chia lãnh địa, tự xưng làm vua. Sắc mặt Diệp Bắc Minh tối sầm, chuyện ở Tây Vực do tôi gây nên. Tôi sẽ giải quyết nó.
Thư ký Tiền nói tiếp, còn một chuyện nữa. Gia tộc người canh giữ mở một cuộc họp bày tỏ sự bất mãn với phong cách làm việc của ngài. Trong thành võ đế, đài võ đạo đã phủ bụi hơn 10 năm đã được mở lại, buộc ngài phải tiến hành trận chiến Long Môn. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ hỏi, trận chiến Long Môn đó là cái gì? Thư ký Tiền do dự một lát. Dường như anh ta đang nghĩ xem phải giải thích như thế nào. Mấy giây sau, giọng nói của thư ký Tiền vang lên, Long Soái, ngài biết cá chép vượt Long Môn không? Biết. Diệp Bắc Minh gật đầu nói, cái đó với trận chiến Long Môn liên quan gì? Giọng điệu của thư ký Tiền nghiêm túc hẳn, cá chép vượt Long Môn là nhiều lần trải qua gian nan trắc trở mới có thể hóa thành rồng. Trận chiến Long Môn trên đài võ đạo giống với cá chép vượt Long Môn kia. Ngài cần phải liên tục khiêu chiến vài vị người thủ hộ, hơn nữa phải chiến thắng mới tính là vượt Long Môn thành công. Trong lịch sử, trận chiến Long Môn được mở ra không quá 10 lần, mỗi lần đều có 3 người thủ hộ mở Long Môn. Anh ta ngập ngừng một lát, rồi run rẩy nói, nhưng bây giờ lại có tới 5. Nói cách khác, Diệp Bắc Minh phải đánh bại liên tục 5 người thủ hộ trên đài võ đạo. Mà 5 người bọn họ lại là 5 võ thánh đỉnh phong. Thắng cả 5 trận mới tính là chiến thắng trận chiến Long Môn. Sau khi thư ký Tiền nhận được tin thì bị dọa hết hồn. Anh ta cho rằng Diệp Bắc Minh sẽ chùn bước. Vãi cả. 5 người canh giữ. 5 võ thánh đỉnh phong. Có là thần thì cũng chết chắc thôi. Càng đừng nhắc tới Diệp Bắc Minh mới 23 tuổi, 5 năm trước vẫn còn là một tên ăn hại không biết tu luyện. 5 năm sau, cho dù thực lực của anh có nghịch thiên đến đâu đi chăng nữa thì có thể đánh bại 5 người canh giữ cùng lúc hay sao? Quả đúng là chuyện lạ ngàn năm có một. Thư ký Tiền hít một hơi thật sâu rồi nói, Long Soái, chuyện này chúng tôi có thể đi đàm phán với người canh giữ. Ngài không cần lộ diện đâu, chúng tôi sẽ cố gắng buộc bọn họ đóng trận chiến Long Môn trên đài võ đạo. Diệp Bắc Minh ngắt lời anh ta, bình tĩnh hỏi, anh chỉ cần nói cho tôi biết là 5 người canh giữ nào thôi. Thư ký Tiền nghiêm nghị nói, đó là nhà họ Long, nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương và nhà họ Chu. Chẳng phải nhà họ Long đã diệt vong hay sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Thư ký Tiền trầm giọng nói, cấm địa của nhà họ Long đúng là đã bị ngài diệt, nhưng ở thế giới bên ngoài vẫn còn những thành viên khác của nhà họ Long sống sót. Em trai của lão tổ Long Hiên Viên của nhà họ Long, Long Vô Nhai vẫn còn sống. Tôi biết rồi. Diệp Bắc Minh bình tĩnh gật đầu. Dựa vào cảnh giới võ tông hiện tại của anh thì nếu đồng thời đối đầu với 5 vị võ thánh đỉnh phong thì có lẽ hơi nguy hiểm. Nhưng mà, nếu đã chơi một chọi một, thì anh không hề khiếp sợ. Thậm chí, không cần Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra tay nữa. Nói với bọn họ rằng tôi sẽ tham dự trận chiến Long Môn kia. Diệp Bắc Cực quyết định. Rồi anh cúp điện thoại. Cái gì? Thư ký Tiền sửng sốt, hít một hơi rồi nói, Long Soái, ngài. Ngài định tham gia trận chiến Long Môn thật sao? Không được đâu. Thư ký Tiền ở đầu dây bên kia nghẹn hỏng chân chối, vội đến mức khua tay khua chân. Tút tút tút. Alo, Long Soái, ngài. Vài phút sau, Tôn Thiến bưng một bát mì vào rồi đặt lên bàn. Rau dưa và nước tương đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ. Diệp Bắc Minh đang rất đói bụng. Bèn bưng bát lên ăn. Tôn Thiến ngồi một bên, chống cằm nhìn Diệp Bắc Minh ăn mì. Ăn chậm chút. Đừng vội, trong nồi vẫn còn mà, Tôn Thiến cười nói. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Gương mặt mỹ miều của Tôn Thiến đỏ bừng, ai? Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? Là do anh nhận nhầm tôi thành Nhược Tuyết mà thôi. Anh cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi. Làm vậy sao được? Diệp Bắc Minh rất bất ngờ. Hừ, Tôn Thiến hừ nói, đừng nhắc lại chuyện này nữa, bà đây rất cởi mở nha. Không phải chỉ là lần đầu tiên thôi sao? Bà đây tặng cho anh đó. Phụt. Diệp Bắc Minh suýt nữa phun hết thức ăn ra ngoài, cái này còn có tặng à? Tôn Thiến khinh thường nói, có gì đặc biệt đâu chứ? Mấy đứa bạn cùng tuổi của tôi có mấy đời bạn trai rồi kìa. Diệp Bắc Minh hạn hán lời. Anh biết Tôn Thiên ngượng ngùng nên sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Anh lấy ngôi sao của Châu Phi ra, nói cái này cô cầm lấy trước đi. Cho tôi à? Ánh mắt Tôn Thiến sáng rực, lòng đầy kinh ngạc. Đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh nhìn chằm chằm vào ngôi sao của Châu Phi kia không rời mắt,
thật tốt quá, cảm ơn anh, Diệp Bắc Minh. Cô ta ôm viên kim cương lao ra khỏi phòng. Diệp Bắc Minh yên lặng ăn hết bát mì. Đôi mắt anh đăm chiêu, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, Vạn Lăng Phong, đi điều tra chuyện tứ đại chiến thần dưới trướng vua Tây Vực ở đâu cho tôi. Vâng. Nói xong anh cúp điện thoại. Á. Bên ngoài phòng truyền tới tiếng Tôn Thiến thét chói tai, các người là ai, sao lại xông vào đâu? Diệp Bắc Minh lao nhanh ra khỏi phòng thì thấy có mấy ông lão ăn mặc cổ trang bước tới, trên người bọn họ đậm mùi máu tươi. Sợ rằng bảo vệ của phủ Diệp lành ít dữ nhiều. Một ông lão trong đấy tóm chặt cổ Tôn Thiến, nhe răng cười nói, nơi đây là nhà của Diệp Bắc Minh phải không? Cậu ta có ở đây không? Tôi, khụ khụ. Trước mắt Tôn Thiến chìm trong màn đen. Cô ta sắp nghẹt thở rồi. Ngôi sao của Châu Phi trên tay rơi xuống đất, hai chân lơ lửng trên không, run rẩy không ngừng. Diệp Bắc Minh quát lên, buông Tôn Thiến ra. Ầm ầm, tiếng sấm nổ mạnh. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh thoát cái đã xuất hiện trước mặt ông lão đó, kiếm Đoạn Long xuất hiện trên tay anh từ lúc nào. Anh chém một kiếm. Phụt, ông lão đãng bóp cổ Tôn Thiến không ngờ rằng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại nhanh như thế. Vừa mới thấy bóng Diệp Bắc Minh thì cánh tay đã bị chặt đứt rồi. Diệp Bắc Minh ôm lấy Tôn Thiến rồi nhanh chóng lùi về sau. Cánh tay cụt của ông lão kia vẫn bám vào cổ Tôn Thiến. Diệp Bắc Minh dùng nội lực khiến cánh tay kia buông ra. Hai chân Tôn Thiến mềm nhũn, gục trong lòng Diệp Bắc Minh, cơ thể phát run vì sợ hãi. Chết tiệt, cậu dám chém cánh tay của lão phu hả? Danh con kia, cậu rốt cuộc là ai? Ông lão cụt tay tức giận hét lên, mặc kệ cậu là ai thì lão phu cũng phải nghiền cậu thành cho bã. Ánh mắt ba người kia cũng chăm chú hơn, cẩn thận quan sát Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, đến phủ Diệp của tôi, tóm cổ người phụ nữ của tôi rồi, còn hỏi tôi là ai hả? Người phụ nữ của tôi. Cơ thể mềm mại của Tôn Thiên hơi run. Vậy mà anh đã chấp nhận gọi mình là người phụ nữ của anh rồi ư? Bịch. Bốn cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, giọng nói lạnh băng đến cực điểm, mày chính là Diệp Bắc Minh. Bát hoàng tử là do mày giết. Bát hoàng tử. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh càng lạnh băng. Trong nháy mắt khiến bốn lão giả cảm giác từ một thanh niên bình thường đã hóa thân thành thần chết. Sát khí bộc phát ra từ trong cơ thể anh, các người đến từ đế quốc Thanh Long Côn Luân Hư. Trong đại hội võ đạo của tỉnh Bảo Đảo, Diệp Bắc Minh trong nháy mắt đã giết người đến từ Côn Luân Hư. Một người trong số đó chính là bát hoàng tử của đế quốc Thanh Long. Mà đế quốc Thanh Long đã từng đuổi giết mẹ anh. Bây giờ lại xông vào nhà họ Diệp. Thật thú vị. Nhóc con, xem ra cậu biết. Một lão giả trong số đó vừa mở miệng. Một câu còn chưa nói xong. Đùng đoàng. Âm thanh giống như sấm truyền tới. Diệp Bắc Minh lại ra tay trong nháy mắt. Anh nhắm chuẩn lão giả bị thương đó, xuất hiện như ma quỷ trước mặt ông ta. Một tay đột nhiên xuất hiện, túm cổ người này, bóp cổ người phụ nữ của tôi rất sướng sao. Một tiếng giòn giã, răng rắc, cổ bị bóp nát trong nháy mắt. Giọng nói cực kỳ chói tai. Rít. Ba lão giả khác ra đầu tê dại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mày! Sao có thể? Nghệ nhân Lý! Nghệ nhân Lý gãy cổ, con người lồi ra, mặt già nua đầu kinh hoàng. Tràn đầy khiếp sợ. Giống như ông ta đang hỏi. Nói thế nào thì mình cũng là võ thánh trung kỳ, vậy mà lại bị một thằng nhóc đến từ giới thế tục bóp chết. Giây tiếp theo. Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền tới, bốn võ thánh trung kỳ vừa đến có phải hơi xem thường người khác đúng không? Mày! Ba lão giả còn lại sợ hãi, ra đầu tê dại. Lúc này, bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn dã thú vậy. Thằng nhóc này có vấn đề, thực lực rất khủng khiếp, cùng ra tay giết. Một lão giả lớn tiếng quát. Giết! Bóng dáng ba người trong nháy mắt hư hóa, mỗi người ngay tại chỗ đều để lại một tàn ảnh. Tiếng phá không tấn công tới. Xuất hiện xung quanh Diệp Bắc Minh. Một lão giả mắt tam giác xông lên trước, trong tay ông ta có thêm một thanh đao lóc xương. Ba mặt lưỡi đao giống như lưỡi sắc ba cạnh. Đâm về phía tim Diệp Bắc Minh. Gào! Đột nhiên! Một tiếng long ngâm. Lão giả mắt tam giác sợ hãi phát hiện ra từ trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra một luồng huyết khí ngập trời. Một đường hư ảnh huyết long xuất hiện. Dữ tợn, kinh khủng, mang theo cái chết lạnh như băng. Diệp Bắc Minh giơ tay túm lấy đao lóc xương,
dùng sức chém. Giống như rác rưởi, trong nháy mắt bị gãy. Rít. Lão giả mắt tam giác ngây người, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiện tay đánh gãy vũ khí rèn từ thiên thành ngoài vũ trụ. Con mẹ nó, anh có sức mạnh gì vậy? Chết. Diệp Bắc Minh phun ra một chữ. Một luồng nguy hiểm tấn công tới, lão giả mắt tam giác cảm thấy không đúng, xoay người muốn trốn. Diệp Bắc Minh cũng đã phong tỏa ông ta, bước ra một bước, sấm chớp rền vang. Đoàng. Một quyền đánh về phía tim của lão giả mắt tam giác. Hai tiếng, răng rắc, bụp cùng vang lên. Ngực lõm xuống, tim nổ tung, xuất hiện lỗ thủng kinh khủng. Mày. Lão giả mắt tam giác phun ra một chữ cuối cùng của cuộc đời rồi ngã thẳng tắp xuống. Rít, rít, rít. Hai người còn lại bị dọa đến mức thở dốc, trong mắt đều là tia máu. Biểu cảm dữ tợn đến cùng cực, thằng nhóc này có vấn đề, mau rút lui. Diệp Bắc Minh mới ra tay hai lần đã chém chết hai võ thánh trung kỳ. Dù là lợn cũng có thể đoán ra thực lực của đối phương khủng khiếp nhường nào. Vèo. Hai người quay đầu bỏ chạy, giống như gặp quỷ. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ai chạy nhanh, người đó chết trước. Trong phút chốc, hai lão giả kinh hãi, theo bản năng đi chậm lại. Nhưng có một người chạy hơi nhanh một chút. Bùm. Diệp Bắc Minh từ trên trời hạ xuống đỉnh đầu người này, một cước đạp ông ta xuống đất, hóa thành xương máu. Sắc mặt lão giả cuối cùng trắng bệch, sợ hãi quỳ tại chỗ, đại nhân, tha mạng. Trái tim ông ta như sắp nổ tung, sao có thể chứ, thằng nhóc này, con mẹ nó rốt cuộc là thực lực gì? Rõ ràng mới lộ ra khí tức cảnh giới võ tông mà, trong nháy mắt liền giết chết võ thánh trung kỳ. Giới thế tục có người lợi hại như vậy. Con mẹ nó rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Tôn Quý Phi, mẹ nó bẫy chết ông đây rồi. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Lão giả quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Trong lòng không ngừng gầm thét, nguyền rủa 18 đời tổ tông nhà Tôn Quý Phi của đế quốc Thanh Long. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới. Lão giả sợ hãi phát hiện thi thể của ba người đi cùng. Máu tươi trào ra, lập tức xâm nhập vào trong hư ảnh huyết long kia. Rít. Lão giả ra đầu tê dại, mày, mày rốt cuộc là ai? Diệp Bắc Minh cười lạnh, tôi còn chưa hỏi ông ngược lại còn hỏi tôi trước. A, à, lão giả vô cùng kinh hoàng, vội nói, đại nhân, xin lỗi. Lão phu, không, tiểu nhân tên là Tư Không Liên Thành, đến từ đế quốc Thanh Long. Chỉ cần cậu thề thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ nói hết cho cậu. Diệp Bắc Minh mỉm cười, tôi cần ông nói sao? Bù, chỉ thấy con ngươi của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên đỏ như máu. Trực tiếp vận dụng siêu hồn huyết hồn chú. Trên người trào ra một đường khí huyết. Trong nháy mắt bao trùm Tư Không Liên Thành. A, à, Tư Không Liên Thành hoảng sợ kêu thảm thiết, giống như có vật gì bị rút từ trong cơ thể ra. Tôn Thiến từ xa hoảng sợ nhìn thấy từ trong cơ thể của Tư Không Liên Thành lại bị kéo ra một huyết ảnh trong suốt giống y đúc ông ta. Trong đầu Tôn Thiến thoáng qua hai chữ, linh hồn. Đây chắc chắn là linh hồn của Tư Không Liên Thành. Trong nháy mắt, tất cả bí mật của Tư Không Liên Thành đều bại lộ dưới mí mắt Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như mở thị giác của Thượng Đế. Tư Không Liên Thành, nghệ nhân của đế quốc Thanh Long, gia tộc Tư Không Trung Tầng. Tu vi võ thánh trung kỳ, võ kỹ đã học, vạn thiên thần thú, sinh tử đao, bôn lôi quyền pháp. Con cháu 39 người, vợ 1, 19 tiểu thiếp. Diệt môn kẻ thù 37 lần, cả đời giết hơn 10.000 người. Tin tức rác rưởi gì vậy? Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười, lần đầu tiên siêu hồn, rất khó tìm được tin tức mình muốn, quen rồi thì xong ngay. À, cậu là ma quỷ. Sao cậu có thể nhìn thấy được tin tức trong đầu tôi, Tư Không Liên Thành hoàn toàn cuống cuồng. Linh hồn ông ta bị dọa đến méo mó, gào thét. Tất cả bí mật lập tức bại lộ trong mắt Diệp Bắc Minh. Quá kinh khủng. Đây là bí pháp gì? Im miệng. Diệp Bắc Minh quát lớn. Tìm thấy rồi. Tôn Quý Phi, sủng phi của Hoàng đế đế quốc Thanh Long, con gái của gia chủ nhà họ Tôn Côn Luân Hư. Sinh một con trai, là bát hoàng tử của đế quốc Thanh Long. Tôn Quý Phi hạ lệnh giết cả nhà Diệp Bắc Minh tôi. Diệt toàn tộc Diệp Bắc Minh. Khiến tất cả đàn ông nhất tộc Diệp thị chết vì nhục, nghiền xương cốt thành bụi, máu thịt cho chó ăn. Phụ nữ bán vào lầu xanh,
bị người đời làm nhục. Lấy được tin tức trong đầu Tư Không Liên Thành. Một luồng lửa giận ngút trời bộc phát trong lòng Diệp Bắc Minh. Đế quốc Thanh Long, ha 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 ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười lớn, hư ảnh huyết long sau lưng đang gầm thét thật thú vị. 23 năm trước đuổi giết mẹ tôi, còn hạ lệnh truy nã bà ấy. 23 năm sau còn muốn giết toàn tộc của tôi. Ông đáng chết. Giây tiếp theo, một luồng sát ý lạnh như băng xuyên thấu qua huyết mạch của Tư Không Liên Thành, truyền vào trong Côn Luân Khư. Lúc này, bên trong hoàng cung của đế quốc Thanh Long, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái đang nghỉ ngơi. Phụt, một lính canh phòng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi hóa thành một bóng người, trôi lơ lửng ở trong đại điện, bà chính là Tôn Quý Phi. Tôn Quý Phi mặt không dám tin, cậu là ai? Sao có thể xuất hiện được ở đây? Huyết ảnh cười lạnh, tôi là ai bà không cần biết, bà chỉ cần biết tôi sẽ đích thân đến giết bà. Sợ hãi đi, hưởng thụ cho tốt, thời gian không còn nhiều đâu. Vèo. Huyết ảnh hóa thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía tim Tôn Quý Phi. Kẻ nào dám ngang ngược ở đế quốc Thanh Long của tôi, tự tìm cái chết. Một lão giả tóc hoa râm đứng chắn trước mặt Tôn Quý Phi, đánh ra một quyền. Ầm. Huyết ảnh trong nháy mắt chôn vùi. Tôn Quý Phi bị dọa sợ mặt cắt không còn một giọt máu, đây rốt cuộc là tà thuật gì? Lão giả tóc hoa râm nhìn huyết ảnh tan đi, mặt đầy khiếp sợ, sao có thể, đây là thuật cấm kỵ của thời kỳ cổ đại, đã thất truyền từ lâu, bây giờ sao vẫn còn có người biết? Báo! Đột nhiên, một thái giám vội vã xông vào, quỳ sụp xuống đất Quý Phi nương nương, bốn nghệ nhân truyền về tin tức mới nhất. Đã tìm ra được người giết chết Bát Hoàng tử, hắn tên là Diệp Bắc Minh. Đây là tất cả tài liệu và chân dung của hắn. Đã có tin tức về người giết con trai bà ta. Ánh mắt Tôn Quý Phi tràn đầy tia máu, trình lên. Rõ. Tài liệu về Diệp Bắc Minh rất nhanh được bày trước mắt Tôn Quý Phi. Cúi đầu nhìn. Tôn Quý Phi và tất cả lão giả đều ngây ra. Người trong hình thật bất ngờ chính là huyết ảnh vừa nãy. Lão giả mặt đầy nghi ngờ, miệng lẩm bẩm cái tên vô cùng xa lạ, Diệp Bắc Minh. Ha ha, thú vị. Thuật cấm kỵ lại xuất hiện ở giới thế tục. Nguyên thần của Tư Không Liên Thành chôn vùi. Thi thể nằm dưới đất, sắc mặt dữ tợn, trước khi chết chịu phải nỗi sợ hãi cực lớn. Diệp Bắc Minh gọi Thẩm Hạc đến dọn sạch sẽ thi thể. Rồi dẫn theo Tôn Thiến chưa hoàn hồn về phòng. Một luồng nội lực bắn vào cơ thể Tôn Thiến. Cô ta mới dễ chịu hơn chút. Dù như vậy Tôn Thiên vẫn run rẩy. Hai tay ôm đầu gối. Rúm gió ở đó. Cảnh tượng vừa rồi quả thật đã hù dọa cô ta. Người trực tiếp nổ thành xương máu, linh hồn bị rút ra. Tôn Thiến là sinh viên giỏi có thành tích, nào đã từng nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ. Diệp Bắc Minh chủ động ngồi trước mặt cô ta, để Tôn Thiến tựa vào ngực mình, qua một lúc nữa sẽ không sao đâu. Ngực Diệp Bắc Minh rất ấm áp. Con người của Tôn Thiến hơi đỏ, cảm ơn anh, ngoài Nhược Tuyết ra, không ai đối xử tốt với tôi như vậy. Bố mẹ cô đâu? Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ. Tôn Thiến lắc đầu, tôi không còn bố mẹ, từ nhỏ sống với ông bà nội. Lên 10 tuổi ông bà nội qua đời, tôi sống ở nhà bác cả. Anh chị em họ bắt nạt tôi, mùa đông tuyết rơi dày còn phạt tôi đứng ngoài sân. Cô ta hồi tưởng lại chuyện còn nhỏ. Cảm xúc xuống thấp. Buổi sáng mọi người đều có trứng gà ăn, tôi thì không. Quần áo của tôi là loại rách nát nhất, đều là quần áo cũ chị họ không mặc nữa. Nhưng có lúc dù là quần áo cũ, chị họ nói có thành rác rưởi cũng không ném cho tôi. Ha ha, tôi cũng không biết làm sao mà sống tiếp được. Sau khi đỗ đại học, tôi vừa học vừa làm, cũng không quay về. Nhưng không sao, cứ nhìn về phía trước, tôi có hai tay, cái gì cũng có thể tạo ra được. Không bố không mẹ cũng sẽ không chết đói. Dù sao cũng không còn gì có thể mất. Cô ta cũng không quan tâm. Nghe những gì cuộc đời Tôn Thiến từng trải qua, Diệp Bắc Minh có chút đau lòng. Cô gái này nhìn trưởng thành đĩnh đạc, trên thực tế trái tim như nước. Cũng chính vì Tôn Thiến thân thế bi thảm, vì vậy mới tạo nên vẻ ngoài vô tư, thực tế tính cách lại rất tinh tế. Giọng nói dịu dàng của Diệp Bắc Minh truyền tới, sau này đây chính là nhà cô. Nhà, con người của Tôn Thiến mơ màng. Đột nhiên cô ta vạch áo. Da thịt trắng như tuyết. Diệp Bắc Minh sững sờ, ngây người nhìn.
Tôn Thiến không có ý đó, lấy xuống một mặt dây chuyền trên cổ cái này cho anh. Hả, khụ. Ánh mắt Diệp Bắc Minh có chút quái dị, xem ra là mình nghĩ lầm rồi. Tôn Thiến mặt nghiêm túc, đây là đồ mẹ tôi để lại, bà ấy nói tôi nhất định phải bảo vệ thật tốt. Đây là đồ vật tôi trân quý nhất, bây giờ tôi tặng nó cho anh. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn. Có chút kinh ngạc. Đây là mặt dây chuyền hình Phượng Hoàng. Mặc dù không lớn, nhưng trông rất sống động. Loại nước rất tốt, vô cùng sáng. Hơn nữa còn mang màu xanh đế vương. Đây là phỉ thúy cực phẩm. Đột nhiên, giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc con, mặt dây chuyền này không đơn giản. Sao thế? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Phía trên này có phong ấn. Phong ấn? Không sai, cần sức mạnh huyết mạch mới có thể được. Chẳng lẽ Tôn Thiến? Diệp Bắc Minh cả kinh. Anh kinh ngạc nhìn Tôn Thiến. Tôn Thiến nghi ngờ, sao vậy? Anh không muốn sao? Cô ta có chút thất vọng. Đây là thứ đồ cô ta trân quý nhất, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh không thích mình? Vậy tại sao anh lại nói ra mấy lời vừa rồi? Chẳng lẽ chỉ để an ủi, thương hại cô ta? Nghĩ đến đây, Tôn Thiến lại đau lòng. Diệp Bắc Minh liền vội vàng giải thích, Tôn Thiến, tôi không phải có ý đó, mặt dây chuyền này của cô quả thật là mẹ cô để lại. Đúng vậy. Tôn Thiến gật đầu. Diệp Bắc Minh lại hỏi, cô biết lai lịch của mặt dây chuyền này không? Tôn Thiến suy nghĩ một chút, lắc đầu, cái này tôi cũng không biết, mẹ chỉ nói với tôi, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được lấy ra. Nếu như có người muốn cướp nó, vậy thì cho bọn họ, không được khiến mình bỏ mạng vì thứ đồ này. Diệp Bắc Minh lúc này liền hiểu ra. Mẹ của Tôn Thiến chắc chắn biết mặt dây chuyền này không tầm thường. Anh nghiêm túc nói, Tôn Thiến, mặt dây chuyền này chôn giấu bí mật của mẹ cô. Cái gì? Tôn Thiến ngây người. Diệp Bắc Minh nói, tôi có thể thử giúp đỡ cô giải trừ phong ấn trên mặt dây chuyền, nhưng cần máu tươi của cô chịu được chứ? Tôn Thiến không chút do dự gật đầu, có thể. Được. Diệp Bắc Minh cũng không nhiều lời, phất tay, lấy từ trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ra một con dao nhỏ. Cắt vào bàn tay Tôn Thiến, để cô ta cầm mặt dây chuyền. Máu tươi trong nháy mắt bao trùm hình Phượng Hoàng. Bù! Một luồng huyết khí bộc phát ra. Cả căn phòng tràn ngập huyết quang vô tận. Một đường huyết ảnh lao ra từ trong mặt dây chuyền, ngưng tụ thành dáng vẻ của một người phụ nữ, hậu nhân của huyết mạch tôi. 100.000 năm rồi, cuối cùng đã có người thả tôi ra. Tôn Thiến ngây người. Diệp Bắc Minh cũng cau mày lại. Giây tiếp theo. Ánh mắt của huyết ảnh này nghiêm túc, nhìn lướt qua Tôn Thiến. Mặt đầy tức giận, đáng chết, lại không phải tấm thân xử nữ. Vừa phá, đáng ghét. Soạt, ánh mắt lạnh băng rơi trên người Diệp Bắc Minh, nhóc con, là mày làm bẩn huyết mạch của tao. Chết cho tao. Một luồng cảm giác nguy hiểm tấn công đến. Diệp Bắc Minh cảm giác toàn thân bị phong tỏa. Gào. Bỗng nhiên, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí kinh thiên, một đường hư ảnh huyết long xuất hiện, phế vật gì vậy? Dám làm truyền nhân của Long Đế tôi bị thương. Chết. Huyết quang nghiền ép tới, va chạm với hình người màu máu. A, hình người màu máu kêu thảm, suýt chút nữa bị chôn vui. Nhập vào trong cơ thể Tôn Thiến. Trong con mắt Tôn Thiến tràn đầy tia máu, biểu cảm trở nên lạnh băng. Từ trên giường nhảy lên, phóng ra ngoài phòng. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục quát lên, nhóc con, ngăn bà ta lại, cẩn thận Tôn Thiến bị đoạt xác. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh hãi, lôi ảnh trùng trùng. Một đường lôi ảnh lóe lên. Trong khoảnh khắc xuất hiện trước người Tôn Thiến, chìa tay ngăn cản. Dám cản tao, tự tìm cái chết. Cổ họng Tôn Thiến phát ra giọng nói trong veo lạnh lẽo vốn không thuộc về cô ta. Vèo. Diệp Bắc Minh sợ làm Tôn Thiến bị thương, trong tay bắn ra mấy cây kim bạc, đâm vào cơ thể Tôn Thiến. Cơ thể cô ta cứng ngắc, đứng tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, buông tao ra, con kiến hôi hèn mọn, mày tự tìm cái chết. Trên người Tôn Thiến bộc phát ra một đường huyết ảnh. Hóa thành một bóng người cực lớn, bao phủ cô ta, kịch liệt phản kháng. Diệp Bắc Minh không chút do quát mắng, mày là thứ gì, cút ra khỏi cơ thể Tôn Thiến cho tao. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng, nhìn dáng vẻ của bà ta giống như một đại năng thượng cổ bỏ mình, một tia tàn hồn theo vào trong mặt dây chuyền.
muốn chiếm đoạt thân xác của hậu nhân, đạt được mục đích sống lại. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tàn hồn của đại năng thượng cổ. Nếu như Tôn Thiến bị đoạt xác, chẳng phải sẽ chết chắc. Đang định nổi giận, một bóng người xông vào, Thẩm Hạc vội nói, cậu Diệp, mấy vị tỷ gửi thư cho cậu. Sư tỷ, Diệp Bắc Minh sửng sốt, mau mang lên. Thẩm Hạc đi tới, tổng cộng 4 lá thư. Thập sư tỷ Vương Như Yên, tiểu sư đệ, chị quay về núi Côn Luân rồi. Cửu sư tỷ Hoàng hậu Hồng Đào, tiểu sư đệ, sư phụ Triệu Kiến. Bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, tiểu sư đệ, bảo trọng, tạm thời chị rời đi một thời gian. Lục sư tỷ Đạm Đài Yêu Yêu, tiểu sư đệ, an toàn là trên hết, chờ em ở núi Côn Luân nhé, mũ gạch dưới mũ. Diệp Bắc Minh nhướng mày, xảy ra chuyện gì vậy, sao đột nhiên sư phụ lại triệu tập các sư tỷ về núi? Nhìn 4 lá thư mật, Diệp Bắc Minh nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ Côn Luân hư xảy ra chuyện? Thẩm Hạc cũng lắc đầu, cậu Diệp, thuộc hạ không biết. Được rồi, ông xuống đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xem ra chỉ có tìm được mấy vị sư tỷ, tự hỏi các chị. Cái này, Thẩm Hạc nhìn vào Tôn Thiến bên cạnh, cậu Diệp, có cần giúp đỡ gì không? Không cần, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói. Thẩm Hạc lúc này mới lui xuống. Huyết ảnh trên người Tôn Thiến quát lên, nhóc con, rốt cuộc mày có coi tao ra gì không? Tao là thần nữ Túc Hoàng, mày dám khinh thường tao? Con người Diệp Bắc Minh trầm xuống. Âm thầm truyền âm, tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có cách gì đối phó với bà ta không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, huyến hồn chú mà cậu tu luyện chuyên đối phó loại tàn hồn này. Nhưng hồn phách của Tôn Thiến có thể cũng sẽ bị uy hiếp. Nếu bà ta không muốn đi ra, cũng chỉ có thể cộng sinh. Ồ, con người Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích. Trong lòng suy tư, có chủ ý. Anh quát lạnh, chỉ là một tàn hồn mà cũng dám lỗ mãng trước mặt tôi. Chết cho tôi. Lập tức sử dụng sức mạnh của huyết hồn chú. Đoàng. Bên ngoài cơ thể của Diệp Bắc Minh bộc phát ra một đường huyết quang khủng khiếp. Hư ảnh huyết long xuất hiện, nhào về phía tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng. A. Tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng kêu thảm một tiếng. Hoảng sợ lùi vào trong cơ thể Tôn Thiến, mày, con kiến hôi, mày dám đối xử với tao như vậy. Mày có biết, nếu mày dám hủy diệt tàn hồn của tao, người phụ nữ này cũng sẽ chết theo. Giọng điệu bà ta oán độc, tức giận, cuồng bạo. Diệp Bắc Minh cười, vậy thì hai người cùng chết. Giơ tay lên, sử dụng kiếm đoạn long. Một kiếm chém xuống, chém từ đỉnh đầu Tôn Thiến. Giống như muốn cùng xóa bỏ tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng và Tôn Thiến. Dứt khoát, thần nữ Túc Hoàng kinh ngạc. Bà ta không ngờ người đàn ông trước mắt lại quả quyết sát phạt như vậy. Bà ta hốt hoảng hét lớn, chờ chút. Soạt, kiếm đoạn long dừng trên đỉnh đầu Tôn Thiến, gần như tiếp xúc với da đầu của cô ta. Tôn Thiến mất đi ý thức, thần nữ Túc Hoàng hoàn toàn khống chế cơ thể Tôn Thiến, vì vậy có thể cảm nhận được sát ý lạnh như băng kia. Tôi bằng lòng ký kết hiệp ước bình đẳng với người phụ nữ này, tạm thời ở nhờ cơ thể của cô ta. Thần nữ Túc Hoàng lạnh lùng nói. Diệp Bắc Minh hừ lạnh, hừ, cơ thể người phụ nữ của tôi bà cũng xứng để mượn dùng. Cút ra đây. Nếu không, chết. Thần nữ Túc Hoàng lạnh giọng trả lời, cậu thanh niên, không phải tôi không ra, mà là tôi không ra được. Sau khi tàn hồn tiến vào cơ thể con người, trừ phi hoàn toàn đoạt xác người này. Hoặc là bị linh hồn người này cắn nuốt. Hai người chỉ có thể sống một, tôi đi ra sẽ chết, không ra cũng chết, nếu cậu là tôi cậu sẽ lựa chọn thế nào? Chẳng lẽ cậu sẽ không kéo một người ra chịu tội thay? Nghe thấy lời giải thích này. Diệp Bắc Minh im lặng. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền tới, bà ta nói không sai. Diệp Bắc Minh suy tư trong chốc lát, các người ký kết hiệp ước chủ tớ, Tôn Thiến làm chủ, bà làm người ở. Cái gì? Giọng nói của thần nữ Túc Hoàng tức giận, cậu thanh niên, tôi thân là thần nữ Túc Hoàng, cậu lại bảo tôi làm người ở cho đời sau của mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vậy bà đi chết đi, Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm, giơ một kiếm chém ra. Sức mạnh huyết hồn chú tấn công tới, cộng thêm kiếm khí khủng khiếp kích động. Thần nữ Túc Hoàng bị dọa đến biến sắc. Bà ta không muốn bị xóa bỏ lúc này. 100.000 năm. Vất vả lắm mới tỉnh lại, đi ra từ mặt dây chuyền. Nếu như bị Diệp Bắc Minh giết, há chẳng phải thất bại trong gang tấc.
Dừng tay, tôi đồng ý. Giọng nói của thần nữ Túc Hoàng run rẩy, hoàn toàn sợ hãi. Soạt. Diệp Bắc Minh thu hồi kiếm đoạn long, lộ ra nụ cười châm biếm, xem như bà thức thời. Giây kế tiếp, tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng lùi vào trong cơ thể Tôn Thiến khôi phục quyền khống chế cơ thể. Cô ta mặt đầy kinh hoàng, Bắc Minh, bà ta là thứ gì vậy? Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, đừng lo lắng, đây là đồ tốt, lát nữa sẽ giải thích cho cô. Trước tiên ký kết hiệp ước chủ tớ rồi nói. Bóng dáng thần nữ Túc Hoàng từ trong cơ thể Tôn Thiến truyền tới, không thể nào, còn phải ký hiệp ước chủ tớ. Tuyệt đối không thể nào. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh băng, một lần nữa khởi động huyết hồn chú, trong nháy mắt bao phủ Tôn Thiến. Thần nữ Túc Hoàng kêu lên, chờ chút, tất cả đều dễ nói. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt mở miệng, đây là cơ hội cuối cùng. Được, tôi lập tức ký. Thần nữ Túc Hoàng hoàn toàn kinh ngạc. Cậu thanh niên này quả quyết và dứt khoát, hoàn toàn chấn nhiếp bà ta. Căn bản không cho bất kỳ ai cơ hội nói đến điều kiện. Rất nhanh, một đường huyết quang hiện lên, mấy chục chữ màu máu treo lơ lửng trên không trung. Thần nữ Túc Hoàng mở miệng, Tôn Thiến cô cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi vào là được. Chờ chút, Diệp Bắc Minh ngăn cản Tôn Thiến, truyền âm hỏi, tháp càn khôn chấn ngục, đây là nghi thức hiệp ước chủ tớ. Đúng vậy. Không vấn đề gì. Nghe thấy giọng nói của tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, Diệp Bắc Minh mới để Tôn Thiến cắn đứt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên. A! À, Tôn Thiến kêu lên một tiếng, ôm đầu, đau đớn ngồi xổm dưới đất. Diệp Bắc Minh kinh hãi, cô ấy sao vậy? Bà dám làm bậy. Thần nữ Túc Hoàng lạnh nhạt nói, chúng ta ký kết hiệp ước chủ tới, tất cả liên quan đến tôi đều vào trong đầu cô ta. Cô ta nhất thời không chấp nhận nổi cũng bình thường. Trong tay Diệp Bắc Minh có thêm mấy cây kim bạc. Đâm vào đầu Tôn Thiến. Một lát sau, tình hình của Tôn Thiến đã tốt hơn nhiều. Mặt đẹp cô ta trắng bệch, con người xinh đẹp tràn đầy tia máu, tin tức trong đầu khiến cô ta chấn động. Toàn thân ngây ngốc tại chỗ. Lúc này, cô ta giống như mở cánh cửa thế giới. Ánh mắt Tôn Thiến có chút phức tạp, Bắc Minh, nếu vừa rồi tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng không ra, anh thật sự sẽ giết tôi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đương nhiên là không, tôi chỉ hù dọa bà ta thôi. Nếu quả thật bà ta không đồng ý, tôi sẽ cho hai người ký kết hiệp ước bình đẳng. Ai ngờ bà ta lại sợ chết như vậy, ký kết hiệp ước chủ tớ. Ách, Tôn Thiến cười hì hì. Thần nữ Túc Hoàng gầm thét, Diệp Bắc Minh, cậu tên Diệp Bắc Minh. Tôi nhớ ra cậu, đồ đáng chết. Bà mới đáng chết, dám mắng Bắc Minh. Một ý niệm của Tôn Thiến. Thần nữ Túc Hoàng có cảm giác tàn hồn sắp hồn siêu phách lạc. Đây cũng là điều kinh khủng của hiệp ước chủ tớ. Một ý niệm của chủ nhân liền hủy diệt kẻ ở. A, à, thần nữ Túc Hoàng đau đến không muốn sống lại, luôn miệng cầu xin tha thứ. Tút tút tút. Lúc này, điện thoại của Diệp Bắc Minh reo lên. Ấn nút nghe. Giọng nói của Vạn Lăng Phong truyền tới, chủ nhân, đã xác định được vị trí của bốn đại chiến thần dưới tay vua Tây Vực. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại, được, đến phủ Diệp Giang Nam đón tôi. Dặn dò Tôn Thiến mấy câu, anh chuẩn bị rời đi một thời gian. Tôn Thiến hỏi, sau bao lâu mới đi? 1-2 giờ nữa. Diệp Bắc Minh nói xong, Tôn Thiến liền xông đến, trực tiếp nhảy vào ngực anh. Hai tay ôm cổ anh, vậy 2 giờ tiếp theo, anh thuộc về tôi. Diệp Bắc Minh sững sờ. Giọng nói của Tôn Thiến nhỏ như kiến, lần trước. Vừa vào, còn chưa có cái đó. Đáng tiếc quá, muốn không? Mẹ kiếp, con mẹ nó ai mà chịu nổi? Diệp Bắc Minh nhiệt huyết sôi trào. Ôm Tôn Thiến sải bước đi vào phòng. Đàn ông đa tình không lạm tình, phong lưu không hạ lưu. Đây luôn là quy tắc xử sự của anh. Thần nữ Túc Hoàng kêu lên, các người làm gì vậy, đừng làm loạn nhé. Alo, bây giờ chúng ta cùng chung thần hồn, cơ thể cô có thể cảm nhận được. Tôi cũng có thể cảm nhận, a. À. Đừng. Ngày hôm sau, trong lều quân doanh của Hạo Sơn Vương, Tây Vực, mấy chục tướng quân đều quỳ rạp xuống dưới chân Hạo Sơn Vương. Trong vài ngày ngắn ngủi, cấp dưới vốn thuộc về vua Tây Vực đang quỳ rạp xuống dưới chân ông ta. Vương thượng, Tịnh Kiên Vương thất bại, đã bị phế rồi. Vương thượng, Tả Hữu Vương đại bại dưới chân núi Kỳ Sơn, 300.000 đại quân tán loạn, ông ta tự vẫn. Vương thượng,
Hữu Vực Vương chết ở suối Ẩm Mã, là thuộc hạ đích thân ra tay, chém đầu ông ta. Bây giờ toàn bộ Tây Vực đều là thiên hạ của Hạo Sơn Vương ông. Hạo Sơn Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy chục tướng quân miệng đồng thanh hét lớn. Hạo Sơn Vương ngồi trên ngai vàng, tinh thần phấn chấn. Diệp Bắc Minh, bổn vương thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu, tôi làm thế nào cũng không giết chết được Tào Anh. Nếu không phải cậu, tôi làm sao có thể đánh bại ba vương, trở thành Hạo Sơn Vương duy nhất chứ? Nếu không phải cậu, cho tôi thêm 30 năm, tôi cũng chưa chắc có được ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh, ha ha ha, rất cảm ơn cậu. Vua Hạo Sơn trong lòng thầm nghĩ, thiếu chút nữa bật cười. Nhẹ nhàng giơ tay lên, chư vị tướng quân, bình thân. Đa tạ vương thượng. Mấy chục tướng quân đứng dậy. Lúc này, trên trời cao mấy ngàn mét, một chiếc máy bay chiến đấu dừng tại đó. Vạn Lăng Phong nghiêm túc nói, chủ nhân, mấy ngày nay thế cục của Tây Vực thiên biến vạn hóa. Thực lực của Hạo Sơn Vương rất kinh khủng, Tả Vực Vương và Hữu Vực Vương chết trận. Tịnh Kiên Vương đại bại, người dưới ta đã không đủ 30 ngàn, hoàn toàn bị phế. Tây Vực bây giờ là độc quyền của Hạo Sơn Vương. So sánh với vua Tây Vực trước đó, Hạo Sơn Vương dã tâm lớn hơn, cũng khó mà phục tùng quản lý. Diệp Bắc Minh gật đầu, chuyện này do tôi sẽ xử lý. Mở khoang máy bay. Diệp Bắc Minh ra lệnh. Vạn Lăng Phong sững sờ, sau đó gật đầu, mở khoang máy bay. Diệp Bắc Minh bước ra, không có bất kỳ động tác thừa. Vạn Lăng Phong kinh hãi, chủ nhân, đây là độ cao mấy ngàn mét, cậu. Vèo. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Vạn Lăng Phong, Diệp Bắc Minh nhảy xuống. Lúc này, trong lều lớn của Hạo Sơn Vương, khoảnh khắc hơn 10 vị tướng quân đứng dậy. Bùm! Trên trần của lều quân doanh nổ ầm ầm, một người đàn ông từ trên trời hạ xuống. Bước xuống như thiên thần. Ai? Thật to gan, dám xông vào đây. Nhóc con, mày biết đây là đâu không? Chư vị tướng lĩnh sửng sốt, sau đó lần lượt quát lớn. Diệp Bắc Minh đứng chắp tay, đưa lưng về phía mọi người. Mỉm cười nhìn Hạo Sơn Vương đang ngồi trên ngai vàng. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Hạo Sơn Vương lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ. Diệp Bắc Minh, Hạo Sơn Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù ông ta chưa từng gặp Diệp Bắc Minh, nhưng đã nhìn qua ảnh của anh. Cái gì? Giết? Là hắn? Trong lều lớn vốn đang huyên náo, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tĩnh mịch, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Chính người này đã giết vua Tây Vực. Ước chừng một giây. Vừa rồi mấy vị tướng quân trách mắng Diệp Bắc Minh, sợ hãi cúi đầu, chân cũng bị dọa cho mềm nhũn. Ôi trời ơi! Sát thần này sao lại đến? Hạo Sơn Vương nuốt nước miếng, sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp ơ, không, Long Soái, sao cậu đến đây? Con người của Diệp Bắc Minh trầm xuống, thời gian này. Tây Vực quá loạn. Người của mình tự đánh người của mình, hao người tốn của, bắt đầu từ bây giờ, dừng lại hết tất cả chiến đấu. Cái gì, không thể nào. Hạo Sơn Vương quát lớn, quả quyết lắc đầu, căn bản không đồng ý. Vì để có được ngày hôm nay, ông ta đã chờ đợi mười mấy năm, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Không thể nào. Con người Diệp Bắc Minh híp lại. Kiếm Đoạn Long xuất hiện, một kiếm chém ra. Một cánh tay của Hạo Sơn Vương bay ra, máu tươi đầm đìa. Đồng thời, một giọng nói như từ sâu dưới địa ngục vang lên, đường kiếm tiếp theo, sẽ chém đầu của ông. Hạo Sơn Vương câm như hến, sợ đến mất hồn phách, run lên bần bật. Ông ta đau đến méo mặt, đầu óc liền tỉnh táo, thuộc hạ biết rồi, bắt đầu từ bây giờ, mọi việc do Long Soái quyết định. Tây Vực có loạn hay không, đều do Long Soái cậu quyết định. Hạo Sơn Vương trực tiếp quỳ xuống. Cúi cái đầu cao ngạo. Diệp Bắc Minh quay người định bỏ đi, coi như ông thức thời, trong vòng 1-2 ngày, sẽ có người ở Long Đô đến bàn giao với ông. Giao hổ phù và đại quyền ra, tôi bảo đảm cả đời ông không lo ăn mặc. Nếu không, diệt toàn tộc. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh đã biến mất trong tầm nhìn. Cả doanh trại tĩnh lặng như cái chết. Tất cả mọi người đều bị chấn hãi bởi thủ đoạn cứng rắn tàn bạo của Diệp Bắc Minh. Cậu ta là Long Soái sao? Ực, mẹ kiếp, mạnh quá rồi. Hạo Sơn Vương mặt xám như tro, biết mình sắp bị Long Soái gây khó dễ cả đời.
thành võ đế. Ở quảng trường trung tâm, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Một võ đài khổng lồ được dựng ở khu vực trung tâm nhất. Chuyện gia tộc người canh giữ bảy võ đài trận chiến Long Môn sớm đã được truyền đi khắp cả giới võ đạo. Trên khán đài cao, gia tộc người canh giữ ngồi bên trên với sắc mặt uy nghiêm. Nhà họ Long, nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương, nhà họ Chu, nhà họ Vân, nhà họ Lưu, nhà họ Triệu, nhà họ Phong đều có mặt. 10 thế gia của Long Đô cũng đến xem. So với gia tộc người canh giữ, bọn họ chỉ có thể ngồi khán đài phía dưới. Đám người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Diệp Như Ca cũng ở trong đám đông. Những người có cương vị cao của các nhà họ Phó, nhà họ Ngụy, nhà họ Tần, nhà họ Hoa đều tham dự. Đám người Hồng Môn tỉnh Bảo Đảo, Lý Gia Hinh, nhà họ Lý ở Hương Đảo, Ngụy Yên Nhiên nhà họ Ngụy, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Sương nhà họ Lục gia tộc cổ võ. Vân Kiếm Bình kích động nói, ông nội, đông người quá. Nóng quá, Diệp Bắc Minh đó có đến không? Vân Chi Lan ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, không trả lời câu hỏi của cháu gái, yên lặng chờ đợi. Minh chủ võ lâm nhiệm kỳ trước Phong Cửu U cũng đến. Một cô gái bên cạnh ông ta lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, đại hội võ đạo lần trước không nể mặt sư phụ, lần này anh ta chết chắc rồi. Vẻ mặt Phong Cửu U lạnh nhạt, không nói gì. Hơn một nửa giới thượng lưu của Long Quốc đều đến. Cả hội trường dường như không đủ chỗ ngồi. Tất cả những người không có tài lực và quan hệ kinh người, hôm nay đều không có tư cách tiến vào thành võ đế. Ngay cả hai người Tổng Giám Đốc Lý Khắc Hùng, Tổng Giám Đốc Phương Trường An đã từng có mặt trong tiệc từ thiện Long Đô cũng đến. Lý Khắc Hùng kích động toàn thân run lên, Tổng Giám Đốc Phương, những người này đều là nhân vật lớn hàng đầu đấy. Thường ngày chúng ta cầu thần bái Phật cũng không gặp được. Gia tộc người canh giữ, mẹ kiếp, bọn họ cũng đến. Ha ha ha. Vương Trường An cũng kích động nói, cậu Diệp, mẹ kiếp, đúng là lợi hại. Còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu Diệp, hình là ở một buổi tiệc từ thiện của Long Đô phải không? Không ngờ bây giờ, cậu ta lại đã có thể đối kháng với gia tộc người canh giữ rồi. Hôm nay, cậu Diệp sẽ tạo nên lịch sử. Vương Trường An toàn thân run rẩy, khuôn mặt giả đỏ bừng, tay chân cũng đang run lên, toàn thân sởn cả gai ốc, hoàn toàn kích động. Lý Khắc Hùng cau mày, Tổng Giám Đốc Phương, tạo nên lịch sử ư. Chưa chắc đâu, cậu Diệp này, chắc chắn không phải là đối thủ của gia tộc người canh giữ. Vương Trường An cười lớn, ha ha ha, Tổng Giám Đốc Lý, con mắt của ông không tốt bằng tôi. Tôi bảo đảm. Lần này cậu Diệp chắc chắn sẽ tạo ra lịch sử. Ồ, đã như vậy thì chúng ta lại đánh cược đi, ánh mắt Lý Khắc Hùng trầm xuống, vô cùng rực lửa. Vương Trường An cười nói, được, lần này, tôi cược toàn bộ gia sản. Được, vậy thì cược toàn bộ gia sản. Lý Khắc Hùng nghiêm trọng gật đầu. Mẹ của Hạ Nhược Tuyết ngồi trong đám đông huyên náo, vẻ mặt kinh ngạc. Bà ta được biết Diệp Bắc Minh đến tham gia trận chiến Long Môn, cũng vô cùng chấn kinh. Đích thân đến thành võ đế xem trận chiến. Tên nhóc này, cậu ta có đến thật không? Lại dám tham gia Long Môn trận. Đúng là kẻ điên. Cũng may Hạ Nhược Tuyết không gả cho cậu ta thật. Nếu không, chẳng phải sẽ thành quá phụ sao? Mẹ Hạ nghĩ trong lòng. Trên thực tế, trong lòng bà ta cũng không chắc chắn. Dù sao, khoảng thời gian này, Diệp Bắc Minh cũng thực sự gây tiếng vang quá lớn. Mỗi lần có tin của Diệp Bắc Minh truyền về, cũng phải khiến người ta chấn hãi rất lâu. Đáng tiếc, nếu không có Côn Luân Hư, có lẽ cậu ta thực sự rất phù hợp với Nhược Tuyết. Chỉ tiếc là, so với Côn Luân Hư, cho dù Diệp Bắc Minh có nghịch thiên thế nào, cũng chỉ nhỏ bé như con kiến. Nghĩ đến đây, ánh mắt của mẹ Hạ kiên định hẳn lên. Coi như hôm nay xem một vở kịch đi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong đám đông, khắp chỗ đều là tiếng bàn tán. Diệp Bắc Minh này, đúng là quá ấn tượng. Tuổi còn trẻ, mới 23 tuổi phải không, lại có thế khiến gia tộc người canh giữ bày Long Môn trận. Từ khi có thành võ đế, Long Môn trận chưa được bày đến 10 lần phải không? Mỗi lần ba người canh giữ ra tay, xa luân chiến, trong lịch sử chỉ có hai người trụ được. Kẻ này, rất nghịch thiên. Rất nhiều người cảm thán. Lần này, Long Môn trận lại tập hợp 5 người canh giữ hàng đầu. Mọi người nhìn lên võ đài ở phía xa. Tổng cộng có 5 ông lão ngồi ở đó. Long Vô Nhai, nhà họ Long,
một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong. Tần Quân Lâm, nhà họ Tần, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong. Tiêu Long Đồ, nhà họ Tiêu, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh đỉnh phong. Phương Dã Ma, nhà họ Phương, vua Đúc Kiếm, một trong người canh giữ Long Quốc, võ thánh hậu kỳ. Người này rất đặc biệt, dựa vào một thanh kiếm Hiên Viên Bát Trước chế tạo, với thực lực võ thánh hậu kỳ chưa đến đỉnh phong, được liệt vào một trong số người canh giữ. Sức tấn công của kiếm Hiên Viên Bát Trước chế tạo vô cùng khủng bố. Chu Nhân Tiên, nhà họ Chu, một trong người canh giữ của Long Quốc, võ thánh đỉnh phong. Trên người năm ông lão này nổi lên một loại sát khí khủng bố. Bất kỳ võ giả nào cũng không dám nhìn thẳng vào năm người này. Có người thở dài, Diệp Bắc Minh quá ngông cuồng, quá hống hách. Hơn nữa, hắn chém giết tàn sát quá nhiều, dẫn đến cơn thịnh nộ của gia tộc người canh giữ. Nếu tôi là Diệp Bắc Minh, nhất định im lặng ẩn mình, đợi thực lực tăng lên rồi tính. Đáng tiếc, đã không còn cơ hội rồi. Có người cười lạnh lùng nói, Diệp Bắc Minh đó, chưa chắc dám đến ấy chứ. Đúng thế, tôi cảm thấy, hắn không dám xuất hiện. Ha ha ha. Rất nhiều võ giả cười ồ. Soạt. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống vững vàng trên võ đài. Soạt. Trong tích tắc, rất nhiều con mắt dồn qua. Diệp Bắc Minh. Ánh mắt Vân Chi Lan nghiêm lại. Vân Kiếm Bình bên cạnh bất ngờ hét lớn. A, à, đúng là anh chàng thú vị đó, anh ta lại dám đến thật. Thần Y Diệp. Lục Khi Xương đứng lên. Anh Diệp. Lý Gia Hinh kích động. Trong lòng thầm nhủ một câu, thiếu chủ, cố lên. Chủ nhân, thiếu chủ, mấy người Lăng Thi Âm, Vạn Lăng Phong, Lâm Thương Hải, Trần Lê Y đứng lên. Kích động nhìn Diệp Bắc Minh trên võ đài. Đến rồi, Vương Trường An đứng lên, suýt thò cả cổ đến võ đài. Lý Khắc Hùng ở một bên cũng kích động một cách khó hiểu. Ầm ầm, đám đông lập tức bùng nổ. Hắn đến rồi, Yêu Nghiệt đến rồi. Diệp sát thần đến rồi. Rất nhiều người xôn xao đứng lên, Diệp Bắc Minh đột ngột đến hội trường, giống như một quả bom phát nổ. Lập tức khiến bầu không khí của quảng trường bùng cháy. Có người hắng giọng hét lớn, có người vỗ tay, cũng có người xùy một cái, cho rằng Diệp Bắc Minh đến nộp mạng. Còn có rất nhiều võ giả nữ trẻ khoảng 18 tuổi, ánh mắt đầy sao sáng, tranh nhau muốn gả cho Diệp Bắc Minh. Chị à, em muốn gả cho anh Diệp Bắc Minh. Làm cô dâu của anh ấy. Một bé gái 7-8 tuổi nói. Rất nhiều võ giả liếc nhìn, bé gái trông thực sự nghịch thiên, nghiêng nước nghiêng thành, chắc chắn là một mỹ nhân. Sau này lớn lên, nhất định là cô gái hồng nhan họa thủy. Cô gái 18 tuổi bên cạnh cười lạnh lùng một tiếng, em gái, em đừng nằm mơ nữa. Diệp Bắc Minh, không phải em muốn gả là gả được. Rất nhiều võ giả gật đầu, vẫn là cô chị tỉnh táo. Lý trí hơn em gái nhiều. Mọi người cũng phải nhìn qua, đôi mắt sáng lên. Cô chị này còn đẹp hơn. Liền sau đó, cô chị tỏ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có chị mới có thể gả cho Diệp Bắc Minh. Phụt, các võ giả gần đó suýt ộc ra máu. Mẹ kiếp, thật khiến người ta đố kỵ. Vãi. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Long Vô Nhai đầy máu, con người như muốn nổ tung. Toàn thân bùng phát ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Giống như núi lửa phun trào. Diệp, Bắc, Minh. Long Vô Nhai gằn ra từng chữ, suýt nữa cắn vỡ răng. Ông ta quát lên như sấm, mày diệt cả cấm địa nhà họ Long tao, giết hàng trăm người nhà họ Long tao. Còn giết em trai của tao, suýt nữa khiến nhà họ Long đứt truyền thừa. Mối thâm thù huyết hải này, tao không giết mày, người và thần cùng phẫn nộ. Gào thét tức giận. Hổ thét rồng gầm. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Long Vô Nhai, năm đó khi nhà họ Long truy sát mẹ của tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Toàn hội trường tĩnh lặng như cái chết. Im lặng như tờ. Phần lớn võ giả đều trầm mặc. Dù sao, chuyện 23 năm trước, cũng có một số người biết. Từng có một người phụ nữ đang mang thai nặng nề, bị hơn một nửa giới võ đạo truy sát. Đôi mắt của Long Vô Nhai lạnh như băng, tao không biết mày đang nói gì. Ánh mắt của Tiêu Long Đồ đầy máu, em trai tao Tiêu Long Cơ, do mày giết phải không? Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời, Tiêu Long Cơ nghe mệnh lệnh của vua Tây Vực, muốn giết tôi, chẳng lẽ không đáng giết sao? Được,
Diệp Bắc Minh, mày đợi đấy. Trong mắt Tiêu Long đổ bùng lên sát ý, tàn nhẫn nói, tao là người thứ hai, hy vọng mày có thể ngăn được Long Vô Nhai, người đầu tiên lên võ đài. Đừng có chết luôn đấy. Tần Quân Lâm lạnh giọng nói, Diệp Bắc Minh, còn có Tần. Ông ta còn chưa nói hết câu. Đã bị Diệp Bắc Minh cắt ngang. Diệp Bắc Minh gật đầu, biết rồi, xếp hàng nộp mạng đi. Ngụy Yên Nhiên ôm cái miệng nhỏ. Mày nói cái gì? Tần Quân Lâm nổi giận, một luồng sóng khí khủng bố từ trên người ông ta phát ra. Chấn áp tất cả mọi người có mặt không thở nổi. Diệp Bắc Minh khẽ cười, yên tâm, tôi sẽ giết tất cả các người. Suýt! Một tràng tiếng hít khí lạnh vang lên. Cả người Lục Khi Xương sửng sốt, cơ thể cứng đờ. Lục Lâm Thiên ở bên cạnh cũng cảm thấy toàn thân như có đàn kiến đang bò, cả người run rẩy. Tất cả võ giả tê dại ra đầu, cũng thật mạnh miệng quá rồi. Chiến đấu xa luân chiến với 5 người canh giữ, sống sót đã rất tốt rồi. Còn giết tất cả mọi người. Hai người thì sao? Diệp Bắc Minh nhìn hai người cuối cùng. Chu Nhân Tiên khẽ cười, Diệp Bắc Minh, đúng là tao không thù không oán với mày. Nhưng, tao rất có hứng thú với quỷ môn thập tam châm trong tay mày. Giao quỷ môn thập tam châm ra, nhà họ Chu rút khỏi Long Môn trận. Diệp Bắc Minh cười thách thức, nhòm ngó đầu của tôi, sau trận chiến này, nhà họ Chu, diệt cả tộc. Suýt! Đám người hít khí lạnh, tim như muốn vỡ ra. Cũng chỉ có Diệp Bắc Minh dám nói lời này. Một gia tộc người canh giữ, anh lại nói diệt cả tộc. Vãi! Quá nghịch thiên rồi! Vù vù vù! Lý Gia Hinh thở hổn hển, ấn chặt vị trí lồng ngực của mình. Chỉ sợ kích động đến mức tim nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy máu nóng sùng sục, kiềm chế ý muốn hét lớn lên. Đôi mắt Chu Nhân Tiên lạnh như băng, được, sau trận chiến này, tao cho mày toàn thây. Đôi mắt Phương Dã Ma băng lạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn, Diệp Bắc Minh, em trai tao Phương Dã Tử bị mày giết. Tên đúc kiếm sư phế vật đó là đồ vô dụng, không đáng một xu, còn không bằng con kiến. Diệp Bắc Minh lắc đầu, như đang nói một chuyện không đáng nhắc đến. Mỗi một chữ đều như sét đánh vào trái tim của mọi người. Khiến tim của họ suýt nổ tung. Phương Dã Tử, đại sư đúc kiếm hàng đầu đấy. Vậy mà bị Diệp Bắc Minh nói không đáng một xu, còn chẳng bằng con kiến. Được lắm cậu nhóc. Ánh mắt Vân Chi Lan trầm xuống, sau đó gật đầu, nhưng, kẻ này thực sự có tư cách nói lời này. Thịch, thịch, thịch. Đột nhiên, tiếng trống trận vang lên. Phong Cửu U lạnh lùng nói, trận chiến Long Môn, bắt đầu. Trên võ đài, vừa phân thắng thua, vừa quyết sinh tử. Trận đầu tiên, Long Vô Nhai nhà họ Long. Xung quanh võ đài lập tức xôn xao sôi sục. Nào nào nào, đặt cược đi. Tôi đặt 1 tỷ, cược Diệp Bắc Minh chết, có võ giả hô lớn. Long Vô Nhai bước ra một bước, giống như máy bay chiến đấu, bay lên không trung. Vững vàng đáp xuống võ đài. Diệp Bắc Minh, quỳ xuống, chịu chết đi. Thịch, thịch, thịch. Tiếng trống vang lên như mưa rơi, như thiên binh vạn mã sắp tấn công tới. Bầu không khí xung quanh võ đài được đẩy lên cao trào. Ru. Long Vô Nhai thét lên một tiếng, sát ý lạnh như băng bùng phát. Trong ánh mắt của ông ta bùng ra ánh lạnh lùng, nội lực cuồn cuộn như hồng thủy, bùng phát mạnh mẽ. Không có chút động tác thừa thãi màu mè, tấn công ra một quyền. Đó là dáng Long quyền của nhà họ Long. Một ông lão trong đám đông giật lông mày, lắc đầu, không ngờ, Long Vô Nhai đã luyện dáng Long quyền đến cảnh giới này rồi. Ông ta chỉ cách võ đế một bước thôi phải không? Trận này, Diệp Bắc Minh thua chắc rồi, sợ rằng ngay cả một quyền cũng không đỡ được. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của rất nhiều người xung quanh đều biến sắc. Trên khuôn mặt các cô gái Ngụy Yên Nhiên, Lý Gia Hinh, Lục Khi Xương hiện lên vẻ lo lắng. Khí tức đáng sợ ập đến, giống như sao chổi. Diệp Bắc Minh đứng ở đó, trông có vẻ như đang thừa người, đứng im bất động. Ha ha ha, tên nhóc này sợ đến ngốc nghếch rồi phải không? Phế vật, tiêu diệt lão tổ và cấm địa nhà họ Long tao, tao giết mày. Đám người nhà họ Long cười lớn xuồng xã dưới võ đài, bọn họ đều cho rằng, Diệp Bắc Minh bị khí thế của dáng Long quyền dọa sợ. Võ đài rất lớn. Dài rộng đến 100 mét, cao 3 mét, toàn bộ đều được chế tạo từ sắt cốt thép. Hoàn toàn là một cái nhọt sắt.
Long Vô Nhai cũng hơi nghi ngờ, giữ lại 3 phần thực lực. Khi còn cách Diệp Bắc Minh 50 mét, khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ dữ tợn, Diệp Bắc Minh, còn không ra tay hả? Diệp Bắc Minh vẫn đứng im bất động. 40 mét. Long Vô Nhai càng nghi hoặc. Chẳng lẽ, tên nhóc này có thủ đoạn gì? Khi tiến vào phạm vi 30 mét, Long Vô Nhai lại tăng lên 2 phần nội lực. 9 phần thực lực, lập tức bùng phát ra. 10 mét cuối cùng. Diệp Bắc Minh vẫn đứng im bất động, đứng ở đó như sợ đến ngờ nghịch. Long Vô Nhai gào lên một tiếng, vãi. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày đúng là khiến tao thất vọng. Mày đúng là phế. Còn chưa nói hết 2 chữ, phế vật. Liền sau đó, cách 3 mét, Diệp Bắc Minh hành động, anh giơ tay, miệng nhả ra 6 chữ. Kiếm đoạn long, thương long chảm, ầm ầm, kiếm khí gào thét, giống như hỏa tiễn phá không trung. Khoảnh khắc nắm đấm của Long Vô Nhai tiếp xúc với kiếm khí, cả nắm đấm tan chảy. Lập tức tan chảy giống như băng tuyết ngày đông gặp ánh nắng mùa hè. A! Long Vô Nhai kêu thảm một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm khiến linh hồn ông ta run rẩy. Ông ta điều động nội lực toàn thân, tất cả ngưng tụ ở lồng ngực, chống đỡ sức mạnh đường kiếm của Diệp Bắc Minh. Một tràng tiếng rắc rắc vang lên. Long Vô Nhai dùng hết nội lực cả đời chặn đường kiếm này. Nhưng, xương cốt toàn thân vỡ hết, kinh mạch đứt sạch, đan điền tan vỡ. Ngã trên võ đài như chó chết, toàn thân máu tươi đầm đìa. Việc này, cả hội trường tĩnh lặng như cái chết, còn nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh cười, mới một đường kiếm thôi, ông ta ngã rồi. Làm sao ông báo thù được? Giết người diệt tâm. Đường kiếm này, anh còn chưa sử dụng hết toàn lực. Mày! Long Vô Nhai tức đến phun ra một ngụm máu tươi, tức giận gào thét Diệp Bắc Minh. A a a, Diệp Bắc Minh! Soạt! Anh bước ra một bước, đến trước người Long Vô Nhai. Giơ chân lên, có biết tại sao tôi không giết ông bằng đường kiếm này không? Tại sao? Long Vô Nhai hỏi theo bản năng. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, vì để cho ông cảm nhận mùi vị của thất bại, để ông biết nỗi sợ cái chết giáng xuống. Bây giờ, ông chết được rồi. Anh giơ chân, giẫm xuống đầu của Long Vô Nhai. Vãi! Muốn trực tiếp giết Long Vô Nhai. Tất cả mọi người đều tê dại ra đầu. Phong Càn Khôn quát lên một tiếng. Diệp Bắc Minh, mày muốn làm gì? Long Vô Nhai đã thua, không cần thiết phải giết, làm người phải có lòng khoan dung. Câm miệng. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng, ông còn nói thêm một câu, tôi giết cả ông. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh uy hiếp Phong Càn Khôn, đám đông im phăng phắc. Tất cả mọi người kinh hãi. Răng rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, kéo mọi người đang ngây ra về với hiện thực. Cái đầu của Long Vô Nhai nổ tung như quả dưa hấu, bị Diệp Bắc Minh giẫm chết. Không đợi mọi người phản ứng lại, Diệp Bắc Minh hét lớn với Lăng Thi Âm. Lăng Thi Âm, bắt đầu từ bây giờ, phát động tất cả lực lượng của Vạn Bảo Lâu. Chỉ cần là người nhà họ Long ở thành Võ Đế, đuổi cùng giết tận. Không sót một ai. Long Quốc, thậm chí toàn thế giới, bất kỳ ai liên quan đến nhà họ Long gia tộc người canh giữ, giết sạch. Lăng Thi Âm là võ thánh đỉnh phong. Bị khí thế của Diệp Bắc Minh làm kinh sợ đứng bật dậy, thiếu chủ, rõ. Suýt. Mọi người hít khí lạnh, sợ đến toàn thân run rẩy. Mẹ kiếp, quá mạnh rồi. Trên võ đài, anh vừa mới giết một người canh giữ Long Quốc, lập tức hạ lệnh diệt toàn gia tộc người canh giữ. Làm sao anh dám chứ? Vãi. Đàn ông là phải như vậy. Xung quanh võ đài vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn trái ngược với không khí huyên náo ban đầu. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh cất giọng thản nhiên, người tiếp theo. Các võ giả có mặt đều giật khóe miệng. Mẹ kiếp, anh lại hống hách thêm một chút. Ngụy Yên Nhiên hoàn toàn thộn người, mới vừa bắt đầu thôi, cái đầu của cô ta hơi không theo kịp. Lý Gia Hinh căng thẳng đứng lên, áo ướt đẫm mồ hôi. Ướt đến dường như sắp trong suốt. Lục Khi Xương kinh sợ đến sắp ngất xỉu, khuôn mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn. Đôi mắt Tiêu Long đổ xếp thứ hai lên võ đài đỏ máu, tràn đầy tia máu vô tận. Cổ họng ông ta nhô ra cả huyết quản, giống như con thú hoang hung tàn, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, ha ha ha. Diệp Bắc Minh, cả đời tao chưa từng thấy người nào hống hách như vậy, thực sự chưa từng thấy. Kiểu hống hách của mày, từ xưa đến nay, từ cổ chí kim, tao cũng chưa từng thấy.
Được, được, được lắm, rất được, rất được. Một luồng khí thế cực mạnh bùng phát ra từ trong cơ thể Tiêu Long Đồ. Sát khí phủ trời lấp đất, cuồn cuộn toàn hội trường. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta, bớt phí lời đi, lên võ đài, chịu chết. Tiêu Long Đồ lắc đầu, trọng tài, thanh kiếm đầu rồng trong tay Diệp Bắc Minh có vấn đề. Đẳng cấp và chất liệu của vũ khí này, rõ ràng vượt qua phạm vi có thể kiểm soát quá nhiều. Theo như quy định của võ đài, thanh kiếm này phải bị cấm sử dụng. Vừa dứt lời, toàn hội trường tĩnh lặng. Sắc mặt của mọi người hơi kỳ dị. Tiêu Long Đồ này thật không biết xấu hổ. Xuyệt, anh chán sống rồi à, dám nói linh tinh. Nhưng đúng là ông ta không biết xấu hổ, người ta mới bao nhiêu tuổi chứ? 23 tuổi thôi. Hơn nữa thực lực võ đạo cách quá xa võ thánh đỉnh phong, dùng kiếm thì làm sao? Rất hợp lý mà. Đúng thế, quá hợp lý rồi. Rất nhiều võ giả gật đầu. Cũng có một số người cho rằng Diệp Bắc Minh sử dụng kiếm đoạn long, đúng là làm hỏng quy định. Trần Lê Y ngây ngô đứng ra, căm ghét quát nói, lão già nhà ông, thật chẳng ra làm sao. Chủ nhân nhà tôi dùng vũ khí thì làm sao, ông đừng có sợ chết mà tìm nhiều lý do như vậy. Đôi mắt của Tiêu Long Đồ âm lạnh, nhìn Trần Lê Y một cái sâu sắc. Sâu trong đáy mắt lóe lên ánh băng lạnh. Trong lòng ông ta, Trần Lê Y đã là ngươi chết. Phong huynh, ông là minh chủ võ lâm tiền nhiệm, tôi tin ông rất công bằng, ông nghĩ thế nào? Tiêu Long Đồ nhìn sang Phong Cửu U. Phong Cửu U gật đầu, mấy trọng tài chúng tôi cần thảo luận một chút. Mấy ông lão cảnh giới võ thành vây lại với nhau, nghiêm túc thảo luận. Một lát sau, đám người Phong Cửu U thảo luận xong, vì thực lực của Diệp Bắc Minh và người canh giữ chênh lệch quá nhiều, cho nên, cậu ta có sử dụng kiếm đoạn long hay không, tùy cậu ta. Có thể dùng, có thể không dùng. Trần Lê Y vui mừng nhảy lên, tốt quá rồi. Vạn Lăng Phong tỏ vẻ mặt lạnh lùng, có kiếm đoạn long trong tay, chủ nhân thiên hạ vô địch. Lão Vạn nói đúng, chủ nhân thiên hạ vô địch, Lâm Thương Hải cũng nghĩ vậy gật đầu. Sắc mặt Tiêu Long Đồ hơi khó coi, đôi mắt già nua lóe lên hào quang trí tuệ. Đột nhiên, Tiêu Long Đồ nhếch miệng cười, Diệp Bắc Minh, không sử dụng thanh kiếm cổ quái đầu rồng này. Mày còn dám chiến với tao không? Nếu mày không dám, mau chóng nhận thua đầu hàng. Kế khích tướng. Vãi. Các võ giả có mặt đều tức giận nhưng không dám nói. Tiêu Long Đồ đúng là không biết xấu hổ. Ngụy Yên Nhiên căng thẳng nhìn, Diệp Bắc Minh, đừng vứt vũ khí. Chủ nhân, nhất định không được trúng kế, Lý Gia Hinh lo lắng nghĩ. 10 ngón tay thon dài của Lục Khi Xương nắm chặt vào nhau. Hét lên trong lòng, đừng vứt kiếm đoạn long. Nó là chỗ chữa của anh. Vương Trường An mắng lớn, mẹ kiếp, có nhầm không vậy? Lão già nhà ông. Xuyệt xuyệt. Lý Khắc Hùng suýt sợ chết, đứng lên bịt miệng Vương Trường An. Choang. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh thực sự vứt kiếm đoạn long xuống võ đài, lên võ đài, chiến một trận. Việc này. Các võ giả toàn hội trường quay sang nhìn nhau. Thộn người. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải ngẩn người. Tiêu Long Đồ suýt cười ra tiếng, trong lòng vui như nở hoa, ha ha ha, ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Thiếu niên cuồng ngạo, không có chút đầu óc nào, không có kiếm đoạn long, mày đấu với tao thế nào đây? Diệp Bắc Minh, mày chết chắc rồi, thanh kiếm đoạn long đó, chắc chắn sẽ đổi chủ, trở thành thần kiếm của Tiêu Long Đồ tao. Vân Chi Lan cau mày, hay lắm cậu nhóc, lại dám bỏ kiếm. Thật có dũng khí. Vân Kiếm Bình căng thẳng, ông nội, anh ta, liệu anh ta có chết thật không? Cô ta lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Vân Chi Lan nghiêm trọng, không dễ nói, lực sát thương của thanh kiếm đó rất khủng bố. Xét từ tài liệu trước đây, Diệp Bắc Minh có thể vượt cấp giết người, thậm chí đạt đến giết trong một nhát, thanh kiếm này có công lao rất lớn. Bây giờ, cậu ta bỏ kiếm đấu với Tiêu Long Đồ, tỷ lệ thắng rất thấp. A, à, thấp đến mức nào, Vân Kiếm Bình há cái miệng nhỏ. Có thể sẽ chết. Vân Chi Lan nói. Ông nội, chốc nữa ông nhất định phải ra tay cứu anh ta đấy. Vân Kiếm Bình tóm chặt cánh tay của Vân Chi Lan. Vân Chi Lan lắc đầu, Kiếm Bình, đấu võ đài đâu phải trò trẻ con. Ha ha ha. Cuối cùng Tiêu Long Đồ bước ra một bước, đi lên võ đài, vẻ mặt hung dữ, nhóc con, là mày tự tìm cái chết, không trách được tao. Hai cánh tay ông ta rung lên, nội lực cuồn cuộn.
áo trên người tung rách, lộ ra cơ bắp màu cổ đồng. Tiêu Long Đồ đã hơn 100 tuổi, bắp thịt toàn thân còn khủng bố hơn thanh niên. Giết! Ông ta giống như một con mãnh hổ gầm thét, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay tung một quyền về phía Tiêu Long Đồ, sức mạnh bùng phát. Thương Long Kình, Long Đế Quyết, gầm rú. Có thể thấp thoáng nhìn thấy, một con huyết rồng lóe lên phía sau lưng Diệp Bắc Minh. Tung một quyền trực diện với Tiêu Long Đồ. Phập, một tiếng vang lên, Tiêu Long Đồ cảm thấy như sét đánh, cả người bị hất bay. Diệp Bắc Minh ra một quyền đánh vỡ xương sườn của ông ta, khiến lồng ngực của ông ta lõm xuống. Nội tạng gần như vỡ hết. Uy lực của quyền này, không hề yếu hơn kiếm Đoạn Long. Cảnh này, khiến xung quanh võ đài chìm vào trong tĩnh lặng như cái chết. Không dựa vào kiếm Đoạn Long, Diệp Bắc Minh lại cũng có thể áp chế Tiêu Long Đồ. Nhóc con, rốt cuộc mày có lai lịch thế nào? Tiêu Long Đồ bò dưới đất như chó chết, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm trả lời, chủ động tấn công. Ầm ầm, lôi ảnh trùng trùng, để lại một tàn ảnh tại chỗ, xuất hiện trước người Tiêu Long Đồ. Giơ chân giẫm lên lồng ngực của Tiêu Long Đồ. Tiêu Long Đồ sợ hãi cầu xin, đừng, có gì từ từ nói, tao đầu hàng. Rắc, một tiếng vang lên. Lồng ngực của Tiêu Long Đồ bị Diệp Bắc Minh giẫm nát tại chỗ. Người canh giữ Long Quốc thứ hai, đã chết. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, giống như nhìn thấy ma. Làm sao có thể? Vân Chi Lan mở to đôi mắt, vô cùng chấn hãi. Vân Kiếm Bình ở bên cạnh cũng ngẩn người, há cái miệng nhỏ, trời ơi, vậy mà ông nội lại nhìn nhầm rồi. Chấn hãi, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Đầu óc Lục Khi Xương trống rỗng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đám người Ngụy Yên Nhiên và Lý Gia Hinh thở ra một hơi, chưa từng kinh sợ như vậy. Dù sao bọn họ cũng không phải là người của giới võ đạo, không biết thực lực của hai người chênh lệch lớn thế nào. Tất cả những người biết võ tông và võ thánh khác xa nhau thế nào, đều rất kinh sợ. Diệp Bắc Minh giơ chân đá bay thi thể của Tiêu Long Đồ xuống võ đài, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Tiêu, gia tộc người canh giữ Long Quốc, diệt toàn bộ. Thản nhiên nhả ra ba chữ, người thứ ba. Ba chữ này, giống như lá bùa đòi mạng. Tần Quân Lâm, Phương Dã Ma, Chu Nhân Tiên nuốt nước miếng. Liền lúng túng. Diệp Bắc Minh giết liền hai người, vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát nhanh gọn. Bây giờ ai còn dám lên võ đài nộp mạng? Đôi mắt già nua của Tần Quân Lâm giật liên tục. Bọn họ vốn nghĩ, hai người Long Vô Nhai, Tiêu Long Đồ ra tay, thì đã có thể giết chết Diệp Bắc Minh. Không ngờ, Diệp Bắc Minh còn có thể kiên trì được đến bây giờ. Hiện giờ, Long Vô Nhai và Tiêu Long Đồ chết thảm, ngay cả bọt nước cũng không nổi lên. Mẹ kiếp, ai còn dám chiến với Diệp Bắc Minh chứ? Một giây. 10 giây. 30 giây. Hết 30 giây, ba người canh giữ Long Quốc còn lại, không có ai dám lên võ đài. Trên võ đài trận chiến Long Môn trở nên lạnh ngắt. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Phong Cửu U giật mí mắt liên tục, ông ta nhìn sang ba người Tần Quân Lâm, Phương Dã Ma, Chu Nhân Tiên, ba vị người canh giữ, nếu không lên võ đài chiến đấu. Vậy thì, trận chiến Long Môn lần này, kết thúc tại đây. Tôi sẽ tuyên bố Diệp Bắc Minh vượt qua Long Môn, chiến thắng. Vừa dứt lời, toàn hội trường yên tĩnh. Thông qua trận chiến Long Môn một cách đơn giản như vậy. Vãi! Đúng là như nằm mơ vậy. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, ai nói kết thúc? Bọn họ không dám lên võ đài, thì tôi xuống võ đài giết bọn họ. Cái gì? Lời này như động đất. Khiến tất cả võ giả có mặt đều chấn hãi. Kiếm Đoạn Long! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng. Kiếm Đoạn Long dưới võ đài bay vào trong tay anh. Trong đôi mắt anh mang theo lửa giận vô tận, sát khí toàn thân bùng phát. Một hư ảnh huyết rồng xuất hiện phía sau anh, dữ tợn hung tàn, 23 năm trước các người truy sát mẹ tôi, bây giờ cho rằng ngồi dưới võ đài không lên, thì có thể giữ được mạng sao? Sai lầm, đại sai, ngàn sai. Tất cả người canh giữ đều phải chết, Long Quốc, không cần cái gọi là người canh giữ như các người. Nợ máu, phải trả bằng máu. Giết! Diệp Bắc Minh gào thét. Kiếm Đoạn Long kêu một tiếng, kiếm khí hào hùng chém lên đài cao. Đồng thời giết về phía ba người canh giữ Tần Quân Lâm,
Phương Dã Ma, Chu Nhân Tiên. Tần Quân Lâm cười giữ một tiếng, Diệp Bắc Minh, tao thực sự khâm phục dũng khí của mày, mày thực sự không sợ chết sao? Đôi mắt Phương Dã Ma lạnh như băng, coi thường quy định, muốn chết hả? Diệp Bắc Minh, mày không cần thiết phải sống nữa, giọng của Chu Nhân Tiên giống như mở ra cánh cửa địa ngục. Lời ba người vừa dứt, kiếm khí của Diệp Bắc Minh cũng giáng xuống. Khán đài cực lớn, dưới kiếm khí, trong nháy mắt xé toạc. Mạt vụn tung tóe. Tần Quân Lâm, Phương Dã Ma, Chu Nhân Tiên phản ứng rất nhanh. Né tránh một kiếm này. Rít. Tất cả những thứ này quá nhanh, đám người có mặt đều ngây ra. Bao gồm Phong Cửu U, Vân Chi Lan, Diệp Lăng Tiêu, Lăng Thi Âm mặt liền biến sắc. Lá gan Diệp Bắc Minh quá lớn, dám ra tay với người canh giữ. Trên đài võ đạo, sống chết có số. Dù Diệp Bắc Minh giết người canh giữ cũng sẽ không vấn đề. Nhưng dưới đài võ đạo, Diệp Bắc Minh dám chủ động ra tay. Ý nghĩa khác nhau. Đây là khiêu khích người canh giữ gia tộc. Cũng không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Quả nhiên. Giây tiếp theo. Tần Quân Lâm cười, giọng nói lạnh băng quát lên, chư vị, mọi người thấy rồi đấy. Thứ Diệp Bắc Minh coi thường không phải quy tắc của đài võ đạo, mà là coi thường quy tắc của toàn bộ giới võ đạo Long Quốc. Người như vậy nếu sống tiếp, sau này toàn bộ giới võ đạo Long Quốc, ai còn tuân thủ quy tắc đây? Đây là Diệp Bắc Minh chủ động ra tay với ba người chúng ta, không tính là chúng tôi bắt nạt người khác, Phương Dã Ma cười độc ác. Chu Nhân Tiên gầm thét, Diệp Bắc Minh, mày đã nhiều lần coi thường tôn nghiêm của người canh giữ. Hôm nay giữ mạng lại, dùng để cảnh báo người đời. Giới võ đạo Long Quốc không phải không có quy tắc, mặc cho mày dương oai. Ba người đứng cùng một chỗ, một luồng khí tức võ thánh khủng khiếp tấn công tới, khiến tất cả mọi người xung quanh đài võ đạo kinh sợ. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác giống như đối mặt với con mãnh thú cực kỳ hung tàn. Giết! Liệt hỏa băng! Một tiếng giống giận gầm thét. Tần Quân Lâm xông lên đầu tiên, quả đấm của ông ta vô cùng tàn bạo, một quyền đánh thủng không khí. Cút! Diệp Bắc Minh giơ tay lên, đối quyền với Tần Quân Lâm. Tần Quân Lâm bị đánh bay ra ngoài, lùi về phía sau mấy chục bước, ngã vào trong đám người đang xem cuộc chiến. Một lượng lớn võ giả bị đập gây trọng thương, cánh tay của Tần Quân Lâm cũng bị gãy, máu tươi đầm đìa. Rít! Mọi người có mặt tại đây đều hít hơi lạnh, điên cuồng nuốt nước miếng. Tôi đến chém người này. Phương Dã Ma thấy vậy, bước ra, trong tay có thêm một thanh kiếm dài hoa lệ. Mí mắt Diệp Lăng Tiêu giật giật, kiếm hiên viên. Phương Dã Ma lại sử dụng kiếm này. Kiếm hiên viên. Diệp Như Ca ở bên cạnh ngây người. Diệp Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu, kiếm này rất khủng khiếp, mặc dù là bản phỏng theo, nhưng cũng là một trong 10 món thần khí lợi khí mạnh mẽ nhất Long Quốc. Sử dụng kiếm hiên viên, Vân Chi Lan ở phía xa cũng nhướng mày. Vân Kiếm Bình lo lắng, ông nội, sẽ không sao chứ? Khó nói lắm, kiếm này khiến Phương Dã Ma dùng thực lực võ thánh hậu kỳ chưa đến đỉnh phong. Trở thành một trong những người canh giữ của Long Quốc, Vân Chi Lan lắc đầu. Thậm chí còn phụ ma, vị trí kiếm cách có một viên ma thú tinh hạch cấp 4. Cho dù là lão phu cũng chưa chắc có thể tiếp một kiếm này. Sắc mặt Vân Chi Lan càng nghiêm túc. Cái gì? Vân Kiếm Bình vẻ mặt khó có thể tin nổi, ông nội, ngay cả ông cũng không tiếp nổi. Vẻ mặt của Vân Chi Lan càng nghiêm trọng, cháu cho rằng sức mạnh ma thú tinh hạch cấp 4 bộc phát ra là đùa giỡn sao? Uy phong một kiếm có thể so với một võ đế ra tay. Người xem dưới võ đài cũng đổ mồ hôi lạnh vì Diệp Bắc Minh. Lăng Thi Âm phẫn nộ quát, chư vị trọng tài, Phương Dã Ma dùng kiếm hiên viên, có phải là không tuân theo quy tắc? Hừ, đây là Diệp Bắc Minh chủ động khiêu khích, chính hắn phá hỏng quy tắc trước. Một lão giả hừ lạnh. Không sai, bây giờ không phải vấn đề kiếm hiên viên, mà là vấn đề Diệp Bắc Minh. Một lão giả khác lạnh nhạt nói. Các ông! Lăng Thi Âm cắn răng. Vạn Lăng Phong vô cùng phẫn nộ. Lâm Thương Hải điên cuồng gào thét, con mẹ nó, đám canh giữ gia tộc chó má chúng mày, mẹ kiếp đúng là tiêu chuẩn kép. Mẹ, 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 đám lão cầu chúng mày, chết cũng không được tử tế đâu. Hai mắt ứ máu, tức giận đến cùng cực. Rất nhiều người canh giữ gia tộc nhìn tới, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải đúng không, nhớ ra ông rồi. Bắt đầu từ hôm nay, giới võ đạo hành tỉnh Đông Nam không cần phải tồn tại.
nhà họ Lâm, ha ha. Nghe đến đây, nét mặt già nua của Lâm Thương Hải trắng bệch. Nhà họ Lâm sắp xong rồi sao? Quá vô liêm sỉ. Ngụy Yên Nhiên cắn răng. Gia chủ, đừng nói lung tung. Những người khác của nhà họ Ngụy bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, nếu người canh giữ truy cứu, nhà họ Ngụy chúng ta cũng xong đời. Có gì giỏi chứ, người canh giữ gia tộc quả đúng là trò cười nhạo. Tính khí Ngụy Yên Nhiên rất nóng nảy. Soạt, mấy lão giả nhìn sang, cười nham hiểm, nếu đã như vậy, chúng tôi thỏa mãn cô. Nhà họ Ngụy Long Đô, ghi chép tại án, sau này từ từ trừng trị. Bù, một vài võ giả và người của gia tộc lớn xung quanh đều chạy mất. Không dám ở cùng một chỗ với Ngụy Yên Nhiên. Trong nháy con ngươi của Ngụy Yên Nhiên tràn đầy tia máu. Xong rồi, những người còn lại của nhà họ Ngụy khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, Lý Gia Hinh quát lớn, tính cả nhà họ Lý cản đảo tôi nữa. Cái gì? Mọi người rối rít nhìn, kinh hãi. Một lão giả nhìn sang, được đấy. Tính cả nhà họ Lý cản đảo các người, sau trận chiến, nhà họ Lý bị diệt. Diệt đúng lúc lắm, tẩy chay một lần. Một lão giả khác gật đầu. Đều là gia tộc thân cận với Diệp Bắc Minh, diệt toàn bộ, bọn họ không cần phải tồn tại. Còn có lão giả mở miệng. Giọng điệu bọn họ ngạo mạn, giống như hoàng đế cao cao tại thượng. Vài ba câu liền quyết định số mệnh của nhà họ Ngụy Long Đô, nhà họ Lý Cảng Đảo. Rất nhiều nhà giàu giá trị mấy chục mấy trăm tỷ hoảng sợ cúi đầu. Thế nào là nhân vật lớn? Đây mới thật sự là nhân vật lớn. Một câu nói liền quyết định sống chết của một gia tộc đứng đầu. Con mẹ nó quá kinh khủng. Bỗng nhiên, một giọng nói quát khẽ truyền tới, những người này là tiền bối của giới võ đạo. Có một vài người đã từng là người canh giữ, đều là những người đứng đầu, chẳng lẽ thật sự không phân biệt trắng đen sao? Nếu là cuộc chiến Long Môn nên làm theo lần lượt. Thân là người canh giữ Long Quốc, chơi xấu cũng thôi đi, lại còn sử dụng vũ khí phụ ma. Thật sự không cần một chút mặt mũi nào sao? Tất cả mọi người đều ngây ra. Chấn động nhìn Lục Khi Xương. Sợ đến mức tim sắp nổ tung. Lá gan của cô gái này quả thật quá lớn. Mỗi một câu một chữ của cô ta đều kích thích sâu sắc những lão giả canh giữ gia tộc kia. Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa bị hù chết, kéo tay Lục Khi Xương. Khi Xương, con làm gì thế? Mau ngồi xuống. Ha 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 ha. Được, được, được lắm. Đám lão giả canh giữ gia tộc ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt cay độc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên, nhà họ Lục các người được đấy. Mấy trăm năm qua, nhà họ Lục rất vững vàng, cảm thấy ngày tháng tươi đẹp đã qua rồi sao? Bây giờ lại còn làm ngược lại với chúng tôi. Được lắm, sau khi chuyện này kết thúc, trừng trị từng người, tính cả người nhà họ Lục các người. Lục Lâm Thiên cúi đầu xuống, mặt xám như tro tàn. Nhà họ Lục xong rồi. Phương Dã Ma tay cầm kiếm Hiên Viên, khí thế không ngừng tăng, Diệp Bắc Minh, mày có thể chết dưới kiếm Hiên Viên là phúc 10 đời mày tu được đấy. Soạt, kiếm Hiên Viên không chút do dự chém xuống. Ma thú tinh hạch cấp 4 trên kiếm cách lóe lên một đường tinh mang, năng lượng bên trong giống như biển lớn vỡ đê, khơi thông toàn bộ. Đùng đoàng, không khí chấn động, toàn bộ đài võ đạo chế tạo bằng sắt thép lay động kịch liệt. Một đường kiếm khí tung hoành trên 100 mét, bộc phát ra từ trong kiếm Hiên Viên. Một kiếm rơi xuống. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, tới đúng lúc lắm. Anh dẫm dưới chân, khí thế bộc phát, Long Đế Trảm. Gào. Một tiếng long ngâm. Mọi người mơ hồ nhìn thấy trên người Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí ngất trời, ngưng tự thành một hình đầu rồng. Long Đế Quyết, Thương Long Kình, Kinh Lôi Trảm. Ba loại võ kỹ kết hợp. Dễ như trở bàn tay. Một đường kiếm khí màu máu, bộc phát ra từ trong kiếm Đoạn Long. Trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm khí kiếm Hiên Viên chém ra, lập tức hòa tan. Giữa điện quang hỏa thạch. Một tiếng, keng, thật lớn. Kiếm Hiên Viên rung mạnh. Hóa thành vô số mảnh vụn bay ra ngoài. Giống như đồ chơi, vừa đụng liền vỡ. Đồng thời, toàn bộ đài võ đạo chế tạo từ sắt thép chia 5 x 7. Trực tiếp chìm vào trong đất. Đây chính là đài võ đài xây từ sắt thép một lần, con mẹ nó là sắt thép đấy. Lại một kiếm chấn động nứt qua, nhìn thấy khe hở mà giật mình. Sao có thể? Phương Dã Ma ngây người, toàn thân hóa đá giống như điêu khắc. Lôi ảnh trùng trùng.
Diệp Bắc Minh bước ra, lưu ra một tàn ảnh tại chỗ, xuất hiện trước mặt Phương Dã Ma. Phương Dã Ma cảm nhận được nguy điểm, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với ánh mắt coi thường tất cả của Diệp Bắc Minh. Giơ kiếm đoạn long, chém về phía cổ Phương Dã Ma. "Đừng, cậu Diệp, tôi biết lỗi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Phương khuất phục dưới chân cậu, để mặc cho cậu sai khiến." Phương Dã Ma luống cuống, ánh mắt kinh hoàng. Phụt, một người canh giữ lập tức quỳ xuống, làm con mắt tất cả mọi người đều hiện lên kinh hoàng. Một kiếm vừa rồi hoàn toàn nghiền nát lòng tin của Phương Dã Ma. Phương Dã Ma biết chỉ có thần phục mới có thể miễn chết, nhà họ Phương mới có khả năng tồn tại. Diệp Bắc Minh chẳng buồn nghe ông ta nói nhảm, giơ kiếm lên. Phốc, một cái đầu dữ tợn liền bị chém đứt, lăn 7-8 vòng trên đất mới dừng lại. Toàn trường tĩnh mịch, biểu cảm những lão giả vừa uy hiếp nhà họ Ngụy, nhà họ Lý Cảng Đảo, nhà họ Lục cổ võ giống như ăn phải phân vậy. Kiếm Hiên Viên vỡ rồi. Đài võ đạo sập. Phương Dã Ma chết. Thời gian ở đây giống như ngừng lại. Ánh mắt cả mọi người nhìn về phía Diệp Bắc Minh từ chấn động biến thành kinh hoàng. Cuối cùng hóa thành nỗi kinh sợ nồng nặc. Ngụy Yên Nhiên giống như nằm mơ, anh ấy một kiếm giết chết Phương Dã Ma. Lý Gia Hinh kích động đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt đều chảy ra, chủ nhân thắng rồi. Lục Khi Xương kích động nhảy cẫng lên, bố xem. Thần y Diệp thắng rồi, anh ta đã giết Phương Dã Ma. Cái gì? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua đều là vẻ khiếp sợ. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải kích động đến mức toàn thân run rẩy. Sướng! Con mẹ nó quá sướng! Trận chiến còn chưa kết thúc. Diệp Bắc Minh trực tiếp xoay người, xông về phía hai người Tần Quân Lâm và Chu Nhân Tiên. Xít 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 xít! Hai người hít khí lạnh, không còn ngạo mạn như lúc trước, chỉ có vẻ kiêng kỵ vô tận. Năm người canh giữ đã chết ba, bọn họ nào còn dám khinh thường Diệp Bắc Minh? Xoẹt 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 xoẹt! Hai người bị dọa cho liên tục lùi lại phía sau. Nếu Diệp Bắc Minh lại chém ra một kiếm đầy uy lực như vừa rồi, chắc chắn bọn họ phải chết. Đến lượt các người. Giọng nói Diệp Bắc Minh lạnh như băng truyền tới. Lôi ảnh trùng trùng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tần Quân Lâm, một kiếm chém tới. Vành mắt Tần Quân Lâm sắp nứt ra, toàn thể nhà họ Tần ra tay cho tôi. Ra tay hết, không tiếc bất cứ giá nào, xóa bỏ Diệp Bắc Minh. Toàn thể nhà họ Tiêu, toàn thể nhà họ Phương, các người còn đang chờ cái gì? Chờ Diệp Bắc Minh giết bọn tôi, sau đó diệt cả gia tộc các người hả? Toàn thể nhà họ Tần giết cho tôi. Tần Quân Lâm hoàn toàn điên rồi. Sợ choáng váng. Con mẹ nó quá kinh khủng. Nhóc con này 5 năm trước thật sự là một phế vật sao? Bây giờ anh mới chỉ 23 tuổi sao? Quá dọa người. Giới võ đạo Long Quốc tuyệt đối không cho phép có nhân vật lợi hại như vậy tồn tại. Đám người nhà họ Tiêu và nhà họ Phương sửng sốt. Giây tiếp theo. Chu Tiên Nhân quát lớn, toàn thể nhà họ Chu ra tay cho tôi. Không tiếc bất cứ giá nào, giết Diệp Bắc Minh. Chỉ cần giết Diệp Bắc Minh, vị trí gia chủ nhiệm kỳ tới sẽ là của người đó. Nhất mạch của người đó lập tức trở thành nhất mạch của gia chủ nhà họ Chu. Đám người nhà họ Chu lao ra khỏi khán đài. Ngoài nhà họ Long, người của bốn gia tộc canh giữ là nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương, nhà họ Gia lập tức xông ra. Xoạt, 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 xoạt. Bóng người trùng trùng, mấy trăm võ tông. Khoảng gần 100 võ tôn. Võ thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cộng lại cũng 30-40 người. Vây quanh đài võ đạo. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Mấy người có mặt tại chỗ nơm nớp lo sợ. Mấy trăm võ giả hàng đầu cộng lại, khí tức mỗi người tản mát ra giống như hồng thủy mãnh thú vậy. Bốn phương tám hướng đài võ đạo vỡ nứt, nội lực dâng trào mãnh liệt, giống như hình thành một khu vực năng lượng vậy. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm đoạn long, đứng ở khu vực trung tâm. Ánh mắt nghiêm túc, Tần Quân Lâm ngửa mặt cười lớn, ha 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 ha, con mẹ nó tiếp tục điên cuồng cho tao đi. Không thể không nói, mày quả thật khủng khiếp, quá mức kinh khủng. Long Quốc từ ngàn năm qua chưa từng xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như mày. Nhưng, Tần Quân Lâm dừng lại, tức giận gầm thét, vậy thì sao? Mày vẫn phải chết, người mày quen biết, bạn bè của mày, người từng giúp mày, tất cả phải chết. Nợ máu mày gây ra,
bọn tao sẽ khiến bọn họ phải bồi thường gấp trăm, gấp ngàn, gấp chục ngàn lần. Vô liêm sỉ, lão thất phu nhà họ Tần mày quá vô liêm sỉ. Vạn Lăng Phong quát lên. Lâm Thương Hải cũng gào thét, con mẹ nó lão thất phu, bọn tao dù thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Ông nội, cái này, Diệp Bắc Minh chết chắc sao? Vân Kiếm Bình giọng run rẩy. Vân Chi Lan nuốt nước miếng, không cứu được, bốn gia tộc canh giữ cùng ra tay, dù là ông cũng phải chết. Phong Cửu U than thở một tiếng, Diệp Bắc Minh, cậu hà cớ gì phải thế? Ban đầu trở thành đệ tử của tôi thì sao có thể có ngày hôm nay? Ha ha, sư phụ, hắn đáng đời. Cô gái xinh đẹp sau lưng Phong Cửu U cười nhạt. Diệp Bắc Minh chết rồi cũng đáng tiếc. Nhưng, thật sự quá sướng. Tên nhãi vừa phách lối lại ngông cuồng cuối cùng phải chết. Mắt đẹp của Lăng Thi Âm toàn là tia máu, nghiêm nghị gầm thét, truyền lệnh xuống, toàn bộ Vạn Bảo Lâu đánh ra. Không tiếc bất cứ giá nào cứu thiếu chủ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, nhóc con, để tôi ra tay. Diệp Bắc Minh đang muốn trả lời. Đột nhiên toàn thân chấn động. Giây tiếp theo. Từ trong cơ thể anh trào ra sát khí và mây đen đầy trời, ánh sáng bốn phía cũng ảm đạm. Một đường hư ảnh huyết long màu máu xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh. Dữ tợn, hung tàn, bá đạo. Cảnh tượng này khiến đám người xung quanh đài võ đạo hoàn toàn ngây người. Đây có phải hiệu ứng 3D không? Con huyết long kia trông rất sống động, giống y như thật. Cuồng phong bốn phía chấn động, cát bay đá chạy. Một luồng huyết quang đậm đà lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Gầm, một tiếng long ngâm. Hư ảnh huyết long kia lên tiếng, từ trong con ngươi Diệp Bắc Minh bộc phát ra hàn mang kinh người, truyền nhân của Long Đế tao, đám kiến hôi chúng mày cũng vọng tưởng giết cậu ta. Tao ban cho chúng mày cái chết. Máu tươi hóa thành năng lượng, nuôi dưỡng truyền nhân của Long Đế. Linh hồn chôn vùi, trọn đời không được siêu sinh. Trong góc khán đài, một cậu thanh niên anh tuấn đứng dậy, Long Đế quyết, quả nhiên là Long Đế quyết. Thằng nhóc này đã học Long Đế quyết, mẹ kiếp. Diệp Phi Phàm ở bên cạnh ngây người, cái gì, công tử, hắn thật sự đã học Long Đế quyết. Tần Quân Lâm sửng sốt, đột nhiên trong người bộc phát ra sát ý lạnh như băng, tên Long Đế chó má gì đó giả thần giả quỷ. Chúng ta cùng tiến lên, nghiền nát tên tạp nham này, mặc kệ Long Đế hay xà đế gì đó, xóa bỏ hết. Giết! Giết! Mấy trăm võ giả hàng đầu bộc phát ra sát khí kinh thiên động địa. Bốn phương tám hướng liều chết xông tới. Trong phạm vi võ giả đầu tiên xông vào huyết quang, một tiếng nổ tung, phụt, hóa thành xương máu. Những võ giả khác còn chưa kịp phản ứng, liên tục vọt vào. Giây tiếp theo. Bùm, 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 bùm. Tất cả võ giả xông lên, khi tiến vào trong phạm vi ánh sáng màu máu. Cơ thể nổ tung giống như dưa hấu, hóa thành xương máu. A, chạy mau. Rút lui. Võ giả ở phía sau kịp phản ứng. Giống như gặp ma quỷ liền xoay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh cười lạnh, muốn đi. Giơ tay túm không khí. Ầm. Từ trong huyết quang lao ra mười mấy móng rồng màu máu, túm nổ tất cả những võ giả kia. Dù là võ tông hay võ thánh, chúng sinh ngang hàng. Một kích túm nổ, hóa thành xương máu. Mấy trăm võ giả bị tiêu diệt toàn bộ. Thời gian như ngừng lại. Tất cả người xem bốn phía đài võ đạo hoảng sợ lùi về phía sau. Giống như gặp quỷ. Cái này rốt cuộc là thế nào? Tất cả đều nổ, tại sao có thể như vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy? Người canh giữ gia tộc cũng điên rồi. Trong mắt đều là tia máu. Toàn thân Tần Quân Lâm ngây ngốc tại chỗ, tại sao có thể như vậy? Chu Nhân Tiên sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, quỳ phập một tiếng trên đất, điên cuồng dập đầu, tha mạng, tha mạng. Đại nhân, tha mạng, Chu Nhân Tiên tôi sai rồi. Sai hoàn toàn. Toàn thể nhà họ Chu biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha mạng. Bùm 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 bùm. Con người Diệp Bắc Minh lạnh lẽo, không mang một chút cảm xúc. Giơ tay lên, đè nén không khí. Một móng vuốt rồng màu máu xuất hiện. Phụt. Thân thể hai người nổ tung, hóa thành xương máu nhập vào trong huyết long. Tất cả đều quay về yên tĩnh. Bốn phía đài võ đạo chỉ còn lại mùi máu tanh đậm đà. Thi thể tất cả mọi người đều biến mất hết không thấy. Biểu cảm của mọi người cực kỳ ngoạn mục. Ông nội, anh ta thắng rồi, cháu không nằm mơ chứ, Vân Kiếm Bình không ngừng nuốt nước miếng.
Vân Chi Lan ngơ ngác, lẩm bẩm, người này đệ nhất Long Quốc. Thân thể Ngụy Yên Nhiên mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, gần như mệt lả. Diệp Bắc Minh thắng. Thắng một cách dứt khoát, nhưng cô ta thiếu chút nữa bị hù chết. Chủ nhân, phù phù phù. Lý Gia Hình miệng lớn thở hổn hển, cảm giác toàn thân nóng ran khó chịu. Mặt đẹp cô ta đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt. Kích động muốn nhào ra. Diệp Lăng Tiêu và Diệp Cấm Thành liếc nhìn nhau, mặt đầy khiếp sợ. Cơ thể mềm mại của Diệp Như Ca run rẩy, thiếu chút nữa kích động đến bất tỉnh. Trong đám người, mẹ Hạ ngồi ở đó, từ đầu đến giờ miệng vẫn chưa khép lại. Hắn, thằng nhóc này sao có thể? Toàn thân mẹ Hạ run rẩy. Chấn động, ngạc nhiên mừng rỡ, bất ngờ, còn có chút sợ hãi. Bà ta nắm chặt thành quả đấm, móng tay bấm vào trong thịt. Trong lòng bà ta thậm chí còn nảy sinh chút hối hận. Nếu để Nhược Tuyết ở lại bên cạnh hắn, không phải sẽ càng tốt sao? Suy cho cùng, dù là trong Côn Luân Hư cũng sẽ không có cậu thanh niên thiên phú khủng khiếp như vậy. Mẹ Hạ ngây ra suy nghĩ. Trong sự im lặng, một giọng nói phá vỡ yên tĩnh. Chủ nhân vô địch thiên hạ. Vạn Lăng Phong quát lên. Lục Lâm Thiên vội đứng dậy, ra khỏi khán đài, đi tới dưới đài võ đạo, dứt khoát quỳ xuống. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Lục cổ võ tôn sùng cậu Diệp. Bố, Lục Khi Xương che miệng nhỏ nhắn. Mọi người sững sờ. Mẹ kiếp, con mẹ nó ông ta đúng là biết gió chiều nào xoay chiều nấy. Giây tiếp theo. Vô số người của gia tộc cổ võ rối rít xông ra đài võ đạo, đứng xung quanh đài. Mọi người chen lấn, tất cả đều quỳ xuống. Bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Khương cổ võ tôn sùng cậu Diệp. Nhà họ Tống cổ võ tôn sùng cậu Diệp. Nhà họ Chu cổ võ tôn sùng cậu Diệp. Nhà họ Mạc cổ võ tôn sùng cậu Diệp. Mấy trăm người quỳ rạp xuống dưới chân Diệp Bắc Minh. Tất cả đều là người của tầng lớp cấp cao Long Quốc. Những người canh giữ gia tộc bị dọa cho hồn siêu phách lạc, nằm trên đất. Sau trận chiến này, giới võ đạo Long Quốc sẽ không còn âm thanh thứ hai nữa. Cá chép hóa rồng. Xuất sắc, quả đúng là xuất sắc. Bỗng nhiên, một giọng nói không êm ái truyền tới. Ai ya, ai mà lá gan lớn vậy? Muốn chết phải không, dám nói chuyện với cậu Diệp như vậy? Soạt, vô số ánh mắt quay đầu nhìn về phía một góc khán đài hàng sau cùng. Chỉ thấy một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi, anh Tuấn khiến người ta ghen tị đang chậm rãi đứng dậy, Diệp Bắc Minh, quả nhiên anh đã cho cậu đây xem được màn kịch hay, cũng không tệ. Có chút như vậy cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, đáng tiếc. Câu chuyện của anh đến đây là kết thúc. Con người Diệp Bắc Minh đông cứng lại, nhìn cậu thanh niên này, bên cạnh còn có Diệp Phi Phàm. Sau lưng người này có một lão giả đang đứng. Rất phân lời, hai tay buông thỏng tự nhiên. Ông ta giống như vực sâu không lường được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc con, đây là một võ đế. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, người đến từ Côn Luân Hư. Các võ giả có mặt ở đây kinh hãi, người của con Luân Hư. Người đàn ông trẻ tuổi cười ngạo mạn, thông minh đấy, không tệ, cậu đây đến từ Học viện Thiên Thần Côn Luân Hư. Học viện Thiên Thần. Người ở đây mặt đầy nghi ngờ, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Chỉ có một vài người bảo vệ gia tộc mặt hốt hoảng, lập tức biến sắc. Diệp Bắc Minh nghe thấy bốn chữ, Học viện Thiên Thần, sát ý trong lòng tăng vọt ngút trời, năm đó đuổi giết mẹ tôi có Học viện Thiên Thần các người. Không sai. Người đàn ông trẻ tuổi quả quyết thừa nhận, ai bảo trong tay mẹ anh có thứ đồ không nên có, bây giờ giao ra đi. Sau đó, Diệp Bắc Minh trầm giọng cắt đứt, mẹ tôi chết. Người đàn ông trẻ tuổi cười lớn, ha 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 ha, đương nhiên, năm đó bà ta quay lại Côn Luân Hư, bị mấy thế lực liên thủ bắt. Sau đó, bà ta không nói ra đồ ở đâu, vì vậy chúng tôi liền giết bà ta. Người phụ nữ này thật lợi hại. Đủ các loại hình phạt tàn khốc bà ta đều có thể chống cự. Bà ta chết rất thảm, ngay cả thi thể cũng cho chó ăn mất. Mày nói bậy. Diệp Bắc Minh tức đến mức toàn thân run rẩy, chán nổi gân xanh, chờ tao bắt được mày, siêu hồn luyện phách. Có một chữ là giả, tao giết cả nhà mày. Thuật đằng không? Lôi ảnh trùng trùng. Bước ra một bước, sấm chớp rền vang. Bay về phía cậu thanh niên. Cậu thanh niên vui mừng, anh còn biết võ kỹ bay. Hay lắm nhóc con, người phụ nữ kia để lại cho anh bao nhiêu đồ tốt.
ông giới, tôi cần hắn sống, giữ lại cho hắn một hơi thở, không giết chết là được. Lão giả sau lưng ngẩng đầu, con người đang híp lại liền mở ra, đơn giản, con kiến nhỏ thôi, một ngón tay là có thể giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.